Thần Võ Chiến Vương tập 32, Tiểu Thám Hoa, chương 621, Thủ lĩnh trộm. Trích tinh đạo tay trái hướng tới nắm vào trong hư không một cái, giết người binh khí lạc ở trong tay. Đó là một tương tự với mâm tròn vũ khí, như trăng tròn giống như vậy, vô cùng sắc bén, trích tinh đạo tay mang thiết thủ bộ. Đường thi nhã cả kinh liên tiếp lui về phía sau, tiếp theo nhìn thấy trích tinh đạo thân thể hướng về một người khác biến hóa. Chết, đường thi nhã không phải cô gái yếu đuối, chỉ là sự tình đã đến quá đột nhiên, phản ứng lại sau, cầm kiếm giết đi. Đáng tiếc trích tinh đạo một phát bắt được nàng cầm kiếm cổ tay. Đường tiểu thư quả nhiên là thiên tài trẻ tuổi, đáng tiếc cùng linh tôn hậu kỳ cách biệt quá nhiều. Cùng lúc đó, một hồi giết chóc cũng ở trên thuyền triển khai. Rất nhiều người không minh bạch chết đi, đến chết cũng không biết tại sao ngày xưa quen thuộc đồng môn sẽ hướng về tự mình động thủ. Đường thi nhã liền nhìn thấy mộ quang hải vực xếp hạng thứ 10 đạo tặc từng cái từng cái xuất hiện trấn hải hào nhân hào không sức chống cự chủ lực đều ở trên đảo vì lẽ đó giết chóc không bao lâu lại đình chỉ một bộ nhân bị bắt tụ tập ở trên bong thuyền giao ra trấn hải hào quyền khống chế đạo tặc bảng người thứ bốn đồ thiên đạo người cũng như tên tướng mạo cùng đồ tể không có khác biệt đầy mặt hung tướng hắn nhìn song song đứng tù binh thanh như hồng trung ánh mắt như dã thú bọn tù binh hai mặt nhìn nhau chậm chạp không có mở miệng không dùng minh chủ nắm giữ cuối cùng quyền, vẫn như cũng có thể dễ dàng đoạt lại trấn hải thuyền quyền lực. Có cái tù binh nói rằng, đồ thiên đạo đi tới hắn trước người, đánh giá tù binh một chút. Tiếp đó, của hắn đại đao đem tên này tù binh chém thành hai nửa, máu tươi theo sàn nhà không ngừng chảy xuôi. Lẽ nào các ngươi cho rằng, minh chủ bên trong, sẽ không có người của chúng ta à? Đồ ngày đảo cười lạnh một tiếng, lời này nhắc nhở sắp bị dọa sợ bọn tù binh. Hải tặc có thể thẩm thấu vào, không có một hai tên minh chủ làm nội ứng, là không thể nào làm được như vậy kín kẽ không một lỗ hồng. Rất nhanh, đạo tạc môn được mình muốn, chấn hải hào sức mạnh thực sự là thuyền bản thân, mười minh chủ bất quá là khống chế. Đường tiểu thư, chúng ta cũng nên làm chính sự, trích tinh đạo năm ngón tay phát lực, đau đến đường thi nhã bàn tay vô lực, kiếm rơi xuống đất. Sau đó, nàng liền bị trích tinh đảo kéo hướng tới khoang thuyền đi đến. Coi như người gặp may mắn, đánh vào cái thứ nhất đến. Đồ thiên đạo tức giận nói, trên mặt che kín ước ao. Ha 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 ha, trích tinh đạo cái gì cũng không nói, chỉ là ẩm ý cười to. Giấy dụa đường thi nhã phát hiện mình căn bản không thể ra sức, đồ thiên đạo càng là làm nàng hận không thể đi chết. Trên bong thuyền, không chỉ là trích tinh đạo cùng đồ thiên đạo, còn có ba tên đạo tặc dùng xâm lược tính ánh mắt đánh giá nàng. Thậm chí thủ hạ của bọn họ, những tiểu lâu la kia cũng giống như vậy. Đó là cái gì, đột nhiên, trên bong thuyền nhân chú ý tới từ cực ác đảo phương hướng có một ánh lửa vọt tới. Ngọn lửa hừng hực quá thịnh, không cách nào nhìn rõ đỉnh đồng thau, bọn họ còn tưởng rằng là thiên thạch vọt tới. Vừa vặn quay về trấn hải hào, nhưng làm nhân dọa cho phát sợ. Bọn hải tặc liền tù binh đều mặc kệ, né tránh qua một bên. Bọn tù binh quên muốn chạy trốn chạy, đứng tại chỗ bất động. Cũng không muốn hoảng, đồ thiên đạo hét lớn một tiếng, hắn vẫn tính chấn định, nhìn ra kỳ lạ, nói vật này ở giảm tốc độ không phải thiên thạch là kẻ địch bọn họ vẫn chưa hoàn toàn khống chế chấn hải hào vì vậy chỉ có thể chính mình nghinh địch đỉnh đồng thau ở trên bong thuyền không dừng lại liệt diếm cũng là biến mất đỉnh mọi người không tìm được manh mối nhưng ở đỉnh đồng thau hạ xuống thời gian bọn họ cảm giác được một nguồn sức mạnh đè xuống ở đỉnh đồng thau rơi trên bong thuyền thời khắc chính chiếc chấn hải thuyền kịch liệt lay động giang thần từ bên trong nhảy ra đỉnh đồng thao biến thành bình thường to nhỏ. Giang thần, đường thi nhã không nghĩ tới ở lúc tuyệt vọng sẽ thấy giang thần, nội tâm rất đừng kích động. Bất quá nàng che giấu rất tốt, bất động vẻ mặt, bởi vì nàng còn bị quản chế với trích tinh đạo, không có thể làm cho mình trở thành áp chế giang thần thẻ đánh bạc. Một cái võ tôn ra trận sợ đến ta còn tưởng rằng lớn tôn đến rồi. Nhìn thấy giang thần, đạo tặc môn thở vào một hơi, mặt lộ vẻ nụ cười. Chỉ có đồ thiên đạo không cười, hắn khá là kiên kỵ đánh giá đỉnh đồng thau. Đều cho ta cùng tiến lên, hắn ra lệnh một tiếng, cùng cái khác vài tên đạo tạc đồng thời giết hướng về giang thần. Những người này cơ hồ đều là linh tôn trung hậu kỳ, so với thập tự minh minh chủ còn lợi hại hơn, vây đánh một cái võ tôn, dù là ai đều cảm thấy giang thần huyền. Các ngươi muốn chết, giang thần so với bọn họ còn muốn phẫn nộ, hai tay mở ra, đỉnh đồng thau hướng về bốn người va chạm mà đi. Tùng tùng tùng, không nghi ngờ chút nào, ba tên đạo tặc theo tiếng ngã xuống, thống khổ kêu rên. Không chết à là đỉnh đồng thao năng lượng sắp tiêu hao hết, vẫn là vừa nãy cấp tốc chạy đi. Giang thần có chút bất ngờ, cũng không bài trừ những này đạo tặc cảnh giới càng cao hơn duyên cớ. Cũng còn tốt bọn họ mất đi phản kích sức mạnh, Giang thần đang muốn đi tới lấy đi tính mạng bọn họ. Dừng tay, không muốn nàng chết, trích tinh đạo hét lớn một tiếng, trăng tròn đặt ở đường thi nhã trên cổ. Cứ việc đường thi nhã cố nén, có thể lúc trước hai người cùng nhau tới Trấn Hải Hào, lại cùng ở một cái phòng, trích tinh đạo tự nhiên từng nghe nói. Giang thần dừng bước lại, hướng về trích tinh đạo nhìn lại, nói, người dám đả thương nàng một sợi tóc, ta các người phải chết không có chỗ chôn Lúc nói chuyện, mãnh liệt sát ý không hề che giấu. Ít nói nhảm, không cho phép sử dụng đỉnh kia, trích tinh đạo nhìn thấy giang thần thật sự bị quản chế, mới thở phào một hơi, nhìn về phía đồ thiên đạo bốn người, nói các ngươi như thế nào trọng thương đồ ngày đảo phục hạ một hoàn thuốc trong cơ thể phát sinh một trận tích lý bá rồi âm thanh tiếp theo đầy đỏ mặt lên đứng lên đến ngươi làm hại ta dùng hoàn mệnh đan hao tổn ba năm tuổi thọ tiểu tử ngươi sẽ không chết đến ung dung đồ thiên đạo thịnh nộ nói giang thần lấy tay đặt ở xích tiêu kiếm trên bên kia trích tinh đạo cũng nói ngươi dám động thủ thử xem lúc nói chuyện trăng tròn ở trong tay hắn nhanh chóng xoay tròn cùng thiết thủ bộ ma sát phát sinh đốm lửa mà cách đến đường thi nhã cái cổ cũng không bao nhiêu khoảng cách. Giang thần, ngươi chết rồi, ta cũng đồng dạng không dễ chịu, báo thù cho ta. Đường thi nhã chủ động đem cái cổ hướng tới trăng tròn trên tập hợp. Cũng còn tốt trích tinh đạo tay mắt lanh lẹ, nắm lấy tóc của nàng, nói tiện nhân. Mạng ngươi, có thể ở trên tay ta. Bên kia, đồ thiên đạo chính hướng về giang thần từng bước một đi tới. Thức thứ ba, nhất định phải dùng thức thứ ba. Nếu muốn hóa giải cương cục, Giang thần nhất định phải sử dụng sát na kiếm pháp thức thứ ba. Nhưng là, hắn đều vẫn chưa luyện thành quá. Lúc mấu chốt, hắn không thể không mạo hiểm. Dừng tay, giữa lúc lúc này, một cái nổi bật bóng người từ mặt biển thả người nhảy một cái, đi tới chấn hải thuyền trên. Phạm Thiên Âm, nhìn thấy nàng xuất hiện, trích tinh đạo, đồ thiên đạo chờ đạo tặc lập tức thu tay lại, mặt lộ vẻ cung kính, nửa quỳ hành lễ. Cái gì, thấy cảnh này, Giang thần rất là bất ngờ. Diệu âm đạo, mộ quang hải vực 108 vị đạo tặc xếp hạng thứ nhất. Xưa nay không lấy bộ mặt thật gặp người, vĩnh viễn đeo khăn che mặt. Có nhân nói khăn che mặt hạ là trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, cũng có nhân nói là xấu xí không thể tả. Nhưng mà, đối với thực lực của nàng, không có con tin nghi. chương 622, Thủ lĩnh trộm, Phạm Thiên âm đạp ở trên hàng rào, hai chân thon dài thẳng tắp. Khăn che mặt hạ một đôi mắt linh tính 10 phần, mang theo trộm thủ uy nghiêm, đánh giá Trích Tinh đạo đám người. Giang thần lúc này rõ ràng nàng nói cùng phổ thông đạo tặc không giống là chỉ cái gì. Không phải có cái gì bi tình cố sự, mà là nàng là 108 tên đạo tặc trộm thủ. Ta nói rồi, tận lực tránh khỏi tử thương. Phạm Thiên Âm nhìn trên bong thuyền rõ ràng huyết, lông mày đại để lộ ra không thích. Là những người này kịch liệt phản kháng, Đồ Thiên Đạo trong lòng cả kinh, lập tức biện giải cho mình. Giang thần, lúc này khôi phục tự do đường thi nhã chạy tới, tóm chặt lấy cánh tay của hắn. Giang thần ôm nàng eo, muốn nhảy đến trong đỉnh rời đi. Nhưng là khi hắn nhìn thấy đường thi nhã trên cổ vết máu thời gian, trên mặt mây đen nằm dày đặc. Phạm thiên âm như một cơn gió rơi bong tàu, nhìn thấy thân mật hai người, cách khăn che mặt đều có thể nhìn ra nàng tức giận. Diệu âm đạo, mộ quang hải vực đệ nhất trộm, thánh võ viện đã từng phái ra cao thủ vây quét kết quả bị nàng tận mấy giết chết. Đường Thi nhã nhẹ giọng nói, nàng đã từng phát lời thề, ai từng thấy tướng mạo của nàng chính là nữ nhân của người nào. Điểm ấy Giang Thần đã biết, nếu như sớm một chút biết đến lời, hắn sẽ lén lút cho đối phương mang theo khăn che mặt, giả dạng làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Không nên tới, nhìn thấy Phạm Thiên Âm càng ngày càng gần, Giang Thần mở miệng nói. Lớn mật, trích tinh đạo, đồ thiên đạo thấy hắn dám như vậy mạo phạm chính mình trộm thủ, đặc biệt phẫn nộ bất quá phạm thiên âm nhẹ nhàng phất tay liền để bọn họ yên tĩnh lại ngươi đã nói không đáng tin phạm thiên âm ngữ khí mang theo vài phần u oán phảng phất giang thần là vị kẻ bạc tình ta muốn giết hắn giang thần không có nói những khác ngón tay hướng về trích tinh đạo lời vừa nói ra trên bong thuyền nhân hai mặt nhìn nhau không hiểu giang thần từ đâu tới sức mạnh nói lời này phạm thiên âm trầm mặc chốc lát nói người đây là làm khó dễ ta hắn thương ta người nói năng lỗ máng ta tất phải giết giang thần hiện tại không cần lo lắng đường thi nhã lại có đỉnh đồng thau ở tay không sợ chút nào nói nữ nhân người muốn biết rõ không phải ta đang làm khó dễ ngươi là ngươi đang làm khó dễ ta hắn giết trích tinh đạo dễ như trở bàn tay là phạm thiên âm chặn ở trước người phạm thiên âm vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy cứng rắn không từ sáng mắt lên nàng nói rằng nếu như không phải ta cương cục không biết hóa giải mà hắn lại là thuộc hạ coi như trung hòa ta cứu của ngươi ân tình nói xong giang thần nhìn về phía ý thức được tình huống không ổn chính thấp thỏm bất an trích tinh đạo đỉnh đồng thao bắt đầu xoay tròn thủ thế chờ đợi chậm đã phạm thiên âm trong tay lại xuất hiện cây đoản kiếm kia nàng như là bị giang thần như vậy không nể mặt mũi làm tức giận kiếm thế thuấn phát mà tới thiên tôn sức mạnh hùng hồn mạnh mẽ cẩn thận đường thi nhã chỉ lo có chuyện thiên tôn xuất lực đừng nói nàng cùng giang thần là võ tôn linh tôn cũng chống đối không được a à, có thể phát ra tiếng kêu thảm nhưng là trích tinh đạo hắn một mặt không hiểu ra sao không rõ ràng xảy ra chuyện gì liền ngã vào chính mình trong vũng máu phạm thiên âm đứng ở sớm định ra bất động ánh mắt sáng ngời nhìn giang thần người thỏa mãn phạm thiên âm hỏi giang thần nhìn về phía cái khác bốn tên đạo tặc sợ sệt dáng vẻ nói rằng ta càng hy vọng tự mình ra tay phạm thiên âm làm như vậy cái khác đạo tặc thế thất không phục, từ lưu lại mầm tai họa. Hắn tự mình ra tay, liền không cái kia sự việc. Sau đó các ngươi nhìn thấy giang thần, liền dường như nhìn thấy ta. Phạm Thiên Âm nhìn về phía bốn tên đạo tặc, trịnh trọng nói. Giang thần, ngươi thấy nàng mặt, đường thi nhã sừng sốt một lát sau, thông minh nàng lập tức đoán ra cái gì. Giang thần gật đầu một cái, không có phủ nhận, nhất thời, đường thi nhã trao mày không tha, nói, vậy ngươi định làm như thế nào? nhìn phạm thiên âm thái độ là sẽ không dễ dàng buông tha giang thần được quyền khống chế à phạm thiên âm hỏi hướng về bốn tên đạo tặc được khẳng định đáp án sau phạm thiên âm hạ lệnh vậy thì lái thuyền đi cái kia cái kia người trên đảo ni đường thi nhã lo lắng vạn phần không từ nắm chặt giang thần cánh tay trên đảo ít nhất có mấy trăm nhân giang thần khá là ý động giang thần ta là đạo tặc ta là trộm thủ phạm thiên âm phảng phất biết hắn muốn mở miệng xoay người lại Quang địa có tiếng nói rằng, cho thấy chính mình lập trường. Trên đảo còn có ta rất nhiều đồng môn, còn có ta sư tỷ, Giang Thần. Đường Thi Nhã cả người nhanh tiến đến Giang Thần trên người, điềm đạm đáng yêu, viền mắt ướt át. Giang Thần nói rằng, ta không thể để cho ngươi làm như vậy. Phạm Thiên Âm ở trước mặt người ngoài, cùng ở núi rừng bên trong không giống, hay là bởi vì nhiều người duyên cớ. Của ngươi đỉnh đồng thao còn có bao nhiêu năng lượng cùng ta tiêu hao hết sau? người muốn như thế nào cùng bọn họ nói người giết chết năm tên minh chủ. Còn có, chiếc thuyền này, hiện tại là ta làm chủ. Âm thanh hạ xuống sau, ở trên bong thuyền các nơi trí mạng vũ khí toàn bộ nhắm ngay giang thần cùng đường thi nhã. Trấn hải hào đại trận cũng đang chậm chậm khởi động. Lần này, giang thần không cái gì do dự, đỉnh đồng thao cùng thiên tôn chống lại không thành vấn đề, nhưng muốn đối phó Trấn hải hào, có chút khó khăn. Hiện tại đỉnh đồng thao dù sao chỉ là tùy theo hai mảnh vụn tạo thành, lái thuyền trấn hải hào ngoại bộ lần thứ hai bắt đầu biến hóa hết thảy nhân đi vào khoang thuyền cuối cùng trấn hải hào có thể chậm rãi chìm xuống giang thần không có rời thuyền ở trong mắt người ngoài rất bình thường bởi vì không có trấn hải hào không cách nào rời đi cực ác đảo bất quá nguyên nhân chân chính là phạm thiên âm không cho đừng quên trên người ngươi còn có hải thần bảo khố địa đồ chặt chẽ đón lấy mọi người bắt đầu lựa chọn gian phòng bọn tù binh đều bị chạy tới tầng thứ ba nhốt lại. Giang thần cùng đường thi nhã cần phải ở tầng thứ nhất, làm hai người dự định vào phòng thời điểm, Phạm Thiên Âm lần thứ hai đi tới. Ta cùng ngươi một cái phòng, Phạm Thiên Âm nói rằng, Giang thần vừa bắt đầu cho rằng là nói mình, có thể Phạm Thiên Âm ánh mắt nhưng ở đường thi nhã trên người. Đường thi nhã đồng dạng là rất bất ngờ, ngươi muốn làm gì Giang thần nghĩ đến nàng trước đã nói, không yên lòng. Chỉ là có chút lời muốn hướng về nàng hỏi mà thôi, người không yên lòng, cũng có thể đi vào. Phạm Thiên Âm khăn che mặt hạ truyền đến thanh âm đạm mạc. Giang thần còn muốn nói nữa, đường thi nhã mở miệng nói, Giang thần, không sự. Ngươi đúng là có quyết đoán. Phạm Thiên Âm nhìn nàng một cái, đi vào trong phòng. Giang thần, có biện pháp nào hay không đoạt lại Trấn Hải Hào đường thi nhã thừa dịp Phạm Thiên Âm không chú ý, truyền âm nói. Trấn Hải Hào kết cấu phức tạp, cần thời gian ít nhất muốn một ngày. Giang thần tâm nói rằng, bất đắc dĩ lắc đầu như vậy một chiếc quái vật khổng lồ nếu muốn phá giải nói nghe thì dễ hắn nhìn đường thi nhã đi vào gian phòng suy nghĩ một chút không có theo vào đi trực giác nói cho hắn phạm thiên âm vẫn có nguyên tắc chỉnh chiếc thuyền trống rỗng gian phòng đạt được nhiều đếm không hết gian thần lựa chọn gần nhất đồng thời hắn chú ý tới đồ thiên đạo cùng cái khác đạo tạc oán hận ánh mắt cần ta nhắc lại à các ngươi là bởi vì phạm thiên âm kiếm về một mạng không phải bị hạn phạm thiên âm không cách nào hiểu rõ tính mạng của ta. Giang thần nhìn sang, ánh mắt hàn ý bức người. Đồ thiên đạo lập tức nghĩ tới đỉnh đồng thau, trên mặt còn mang theo nghĩ mà sợ. Nhìn ra được bọn họ rất không cam tâm, bị một cái võ tôn bắt nạt như vậy. chương 623, đảo chúng tả linh. Giang thần cần phải ở gian phòng của mình, nhỏ đi đỉnh đồng thau ở hai tay hắn trên lượn vòng. Thanh ma, người biết đây là cái gì ư? Đối với hắn tình thế bây giờ, đỉnh đồng thao cực kỳ trọng yếu, nhất định phải nhiều hơn hiểu rõ. Thanh ma là hạ tam giới người, có lẽ sẽ biết cái gì. Nghe đều chưa từng nghe nói, thanh ma nói thẳng. Giang thần không thể làm gì khác hơn là chính mình thăm dò, nỗ lực cưỡi đọc trên đỉnh diện văn tự. Nhưng hắn lập tức nản trí, bởi vì quá tốn, bất quá lập tức lại có một tin tức tốt. Giang thần phát hiện đỉnh đồng thao năng lượng đi qua tiêu hao, vẫn như cũ rất còn sung túc, chuyện này ý nghĩa là đỉnh đồng thao lực sát thương là ở thiên tôn trình độ. Linh tôn đến bao nhiêu chết bao nhiêu, cho tới thiên tôn, bảo mệnh không khó. Đến nửa đêm, Giang thần phát hiện Trấn Hải Hào bắt đầu tăng lên trên, hắn suy đoán là rời đi cực ác đảo phạm vi. Sự thực xác thực như vậy, ở Trấn Hải Hào trở lại mặt biển thời gian, đã không nhìn thấy hòn đảo. Thông thiên cảnh lấy trên nhân có thể bắt đầu phi hành. Bất quá Trấn Hải Hào trận pháp mở ra, ra vào đều từ phạm thiên âm nói toán. Giang thần không sợ trận pháp, chủ yếu vẫn là trấn hải hào vũ khí. Hắn vội vàng đi tới Phạm Thiên Âm cùng đường thi nhã gian phòng. Vừa đứng ở cửa trên, cửa phòng tự động mở ra. Phạm Thiên Âm cùng hắn mặt đối mặt đứng, cái kia xong biết nói con mắt rất phức tạp. Nàng không đáng như người vậy quan tâm, lưu lại câu nói này, Phạm Thiên Âm cùng sượt qua người. Giang thần không có để ý, vừa đi vào gian phòng, đường thi nhã liền hướng hắn nhào tới cũng không xảy ra chuyện gì, chính là trên mặt nhiều một cái dấu tay. Đường Thi Nhã trầm mặc không nói, chăm chú ôm Giang Thần không tha. "Nàng tại sao đối ngươi như vậy?" Giang Thần hỏi. "Không sự." Đường Thi Nhã nhẹ giọng nói. Càng như vậy, Giang Thần càng là đau lòng, hắn đi tới bong tàu, nhìn thấy Phạm Thiên Âm ở cùng Đồ Thiên Đạo đám người trò chuyện cái gì. Nghe được tiếng bước chân của hắn, Phạm Thiên Âm để người ở bên cạnh rời đi. "Chuyện gì?" Phạm Thiên Âm nói rằng, "Chuyện giữa chúng ta" là thời điểm hiểu rõ. Giang thần sắc mặt nghiêm túc, không tiếc không nể mặt mũi. Mặc dù nói trên thuyền vũ khí lần thứ hai hướng về hắn nhắm vào, cũng thay đổi không được quyết tâm của hắn. Xem ra người rất yêu thích người phụ nữ kia, người sẽ nếm trải phản bội tư vị. Phạm Thiên Âm nói rằng, ngươi lời này có ý gì? Phạm Thiên Âm xoay người, không trả lời mà hỏi lại, ngươi biết ta tại sao muốn mang khăn che mặt, lập xuống lời thề à? Giang thần muốn nói không có hứng thu biết, nhưng nghe thanh âm bên trong thê lương, nhịn xuống không mở miệng. Nhà ta là Lưu Vân Tông, ở chân võ giới là nhị Lưu Thế Lực, còn kém rất rất xa mười môn phái lớn, tứ đại gia tộc, cùng Tam Hoàng Triều. Bất quá ta từ nhỏ thiên tư chắc Việt, có thể gia nhập thánh võ viện, tiếp xúc được không giống nhau giai cấp. Nhưng cũng vì ta rước lấy phiền phức, thiên nhất môn môn chủ con trai muốn mạnh mẽ hơn muốn ta, ý đồ đối với ta gây rối bị ta giết chết. Ở thiên nhất môn lửa giận hạ, Lưu Vân Tông hủy hoại trong một ngày, cha mẹ ta tất cả đều chết. Được xưng công chính nghiêm minh thánh võ viện không hỏi đúng sai, đứng ở thiên nhất môn bên kia. Mà ta là thánh võ viện thành viên, lúc này mới miễn với vừa chết. Nhưng là thiên nhất môn môn chủ oán hận ta hại chết con trai của hắn, lại biết mình nhi tử yêu thích ta, muốn minh hôn, để ta gả cho chết người. Ta thể sống chết không từ, thánh võ viện lại nói ta là hồng nhan họa thủy, chính mình rước lấy phiền phức, trừ phi xin thể trung thân không tìm dựa vào. Ta như thánh võ viện mong muốn, bất quá lén lúc thay đổi lời thề, mang theo khăn che mặt, lập xuống người biết lời thề. Một câu một câu, kể ra bi thảm cố sự, bất quá Phạm Thiên Âm nói những này thời điểm, ngữ khí không hề có một chút chập trùng, như là sau lưng sách. Có thể giang thần biết có những người này nước mắt chảy khô, là không khóc nổi. Vì lẽ đó, Phạm Thiên Âm xoay người lại, khăn che mặt bị gió nhấc lên một góc. Giang thần lập tức nhớ tới tấm kia đẹp đến khiến người ta nghẹt thở khuôn mặt. Ta đi tới trên biển, trở thành trộm thủ, xin thề phải tìm được hải thần bảo khố, vì là cha mẹ ta báo thù. Phạm thiên âm ngữ khi phi thường kích động, trong mắt bi phẫn hóa thành ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Ngươi, Giang thần không biết nên nói cái gì. Phạm thiên âm lại nói, địa đồ liền khuyết ngươi cái kia bộ phận, cùng đi với ta tìm hải thần bảo khố đi. Lập tức biết biết được nhiều chuyện như vậy, Giang thần không có cách nào ngay lập tức trả lời. Hoặc là, tìm tới hải thần bảo khố sau, ta đem chấn hải hào quyền khống chế cho ngươi, để ngươi có thể đi cực ác đảo cứu người. Phạm Thiên Âm lại nói, Giang thần phi thường bất ngờ, nói, ngươi có thể nói ra lời này, hẳn phải biết ngươi và ta không giống. Là bởi vì biết đến nhiều hơn ngươi, thập tự minh không biết hại chết qua bao nhiêu nhân, chết không hết tội. Có thể những người khác đều là vô tội đi Giang thần nói rằng. Cực ác đảo tử thương như vậy lớn, 10 cái có 9 cái không dư thừa, thậm chí toàn bộ không dư thừa. Người có nghĩ tới hay không, người còn sống sót bắt được thái nguyên quả, so với 10 đại tông môn khẩu vị, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Chính như Phạm Thiên Âm nói, nàng biết đến muốn so với Giang Thần nhiều. Giang Thần bị làm nổi lên lòng hiếu kỳ, muốn nghe một chút là xảy ra chuyện gì. Cực ác đảo nắm giữ tà ác chi linh, thập tử minh hy sinh nhiều người như vậy hiến tế, lại tiến vào đảo cướp đoạt thái nguyên quả may mắn người còn sống sót còn tưởng rằng là chính mình lợi hại bao nhiêu khắp nơi tuyên truyền chấn hải hào tốt phạm thiên âm ở hắn nhìn kỹ nói ra cực ác đảo chân tướng giang thần khiếp sợ không thôi hắn không quá thập tự mình có thể so với tưởng tượng còn muốn hắc ám như vậy phát điên tiếp đó giang thần nói rằng người có chuyện nói sai ta bị phản bội quá rất nhiều thứ được ta trợ giúp thậm chí bị ta cứu nhân có không ít nếu muốn giết ta chỉ trích ta vậy ngươi tại sao còn muốn như vậy phạm thiên âm cảm thấy bất ngờ không hiểu tại sao chính là bởi vì thế giới này hắc ám mới cần quang minh giang thần nói lời này thời gian vẻ mặt trang nghiêm phạm thiên âm trầm mặc hồi lâu hỏi vậy ngươi định làm như thế nào chúng ta đi thăm dò bảo đi giang thần vẻ mặt không thay đổi đem mình cái kia bộ phận địa phương lấy ra cái gì Phạm Thiên Âm không ứng phó kịp, này trước sau ngữ cảnh biến hóa quá nhanh, một mực giang thần vẻ mặt còn như vậy bình thường. Ta cứu người đều là lượng sức mà đi, cứu cực ác đảo người, nhất định phải cần chấn hải hào, nếu như ta cướp đoạt, nhất định phải phát sinh đại chiến, chấn hải hào bị phá hỏng cũng là có thể. Vậy ngươi vì sao lại muốn nói muốn làm cái chấm dứt Phạm Thiên Âm từ chưa từng gặp qua giống giang thần người như vậy? Không cách nào dùng bất kỳ không rõ ràng nhãn mác hình dung. Nếu như nhất định phải nói, vậy thì là giang thần vẫn đang làm chính mình bởi vì đường thi nhã đồng môn còn ở trên đảo vì nàng ta không thể không làm có thể ngươi nói vân tự minh từng làm chuyện này không cần thiết đi cứu ta mới vừa rồi cùng ngươi nói những câu là thật phạm thiên âm đưa tay tiếp nhận địa đồ nói rằng hơn nữa không nên quên chúng ta là một bên nàng là ở chỉ lời thề đối với này giang thần chỉ có thể là cười khổ đúng rồi bao quát ta nói đường thi nhã những câu nói kia, cũng là thật sự, chính ngươi cẩn thận, cố gắng để phòng nàng. Phạm Thiên Âm cường điệu câu này, chương 624, cửa đá. Ngươi tin tưởng nàng à, ở giang thần trở về đem cực ác đảo sự tình nói cho đường thi nhã sau, nàng hỏi một câu nói như vậy. Giang thần đón nhận ánh mắt của nàng, chậm rãi nói, ngươi chưa từng thấy lên thuyền thời điểm, thập tự minh đem người mệnh xem là cỏ dại như thế thu gặt. Ta đồng môn không biết làm chuyện như vậy. Đường thi nhã kiên trì nói. Trên thực tế Giang Thần đem Lưu Phong cùng Giang Trấn Hải ở trên đảo sự tình nói ra. Đường thi nhã còn không biết việc này, nghe xong phi thường khiếp sợ, nói không ra lời. Nếu như là Lưu Phong cũng là thôi, có thể trong ngày thường như gió xuân ấm áp, đối với nàng chăm sóc rất nhiều Giang Trấn Hải cũng làm như vậy. Cùng nàng khai chiến, sẽ hủy diệt Trấn Hải hào, như vậy cũng cứu không được nhân, đây là chủ yếu nhất. Giang Thần lại nói. Đường thi nhã lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, chua sót nói, ngươi là không nghĩ thông đánh đi. Giang thần không từ cảm thấy mới mẻ, không nghĩ tới luôn luôn biết tính hào phóng nàng cũng sẽ ghen. Giang thần, ngươi không biết bị nàng cho cướp đi đi. Đường thi nhã có chút ít lo lắng nói. Không biết, Giang thần nói rằng, đường thi nhã rất tự nhiên nhào tới hắn lồng ngực, nói, Giang thần, ta thật sợ hãi, cái kia diệu âm đạo thật sự có ngươi nói tuổi trẻ à. Liên quan với Phạm Thiên Âm tuổi tác, Giang thần từng nói. Đúng thế, Giang thần chính mình cũng là khó có thể tin, 30 tuổi không tới, trở thành thiên tôn cảnh giới. Nếu không là nàng bị bức ép đến mộ quang hải vực, tam giới thi đấu cơ hồ không có bất ngờ. Nàng khẳng định không phải bình thường tu luyện ra, cũng giống như người nắm giữ chiến thân thể hoặc là cái khác. Đường thi nhã 10 phân ước ao, mỗi lần nói đến chiến thân thể những này, cũng sẽ như vậy. Hiện tại Phạm Thiên Âm còn làm đối thủ cạnh tranh, có gan mãnh liệt cảm giác gấp gáp. Bỗng nhiên, đường thi nhã đem miệng tiến đến Giang Thần bên tai, dùng nhỏ đến mức không nghe thấy được âm thanh nói rằng, Giang Thần, người muốn ta đi. Giang Thần ngẩn ra, chẳng biết vì sao, hắn nhớ tới Phạm Thiên Âm. Không bài trừ là vì phân liệt hắn cùng đường thi nhã quan hệ mới cố ý như vậy nói. Không chiếm được đáp lại đường thi nhã, sơ lên ai oán mặt cười, nói, ngươi là ghét bỏ ta, vẫn là sợ nàng biết ghét bỏ ngươi. Không thể nào, chỉ là lúc này nói cái này giang thần xoắn suýt nói. Ta liền muốn, muốn cho người phụ nữ kia nghe thấy, ngươi là của ta. Đường thi nhã không thèm đến xỉa, đỏ cả mặt, nói cái gì cũng dám đi ra ngoài nói. Nàng lại nói, hơn nữa ngươi không phải nói, có thể tu luyện cực nhạc thần công à ta không muốn như vậy yếu, cùng nàng cách biệt hai cái cảnh giới. Giang thần còn muốn nói điều gì, Đột nhiên nghe thấy được đường thi nhã trên người cái kia cỗ đặc thù hương vị, thay lòng đổi dạ, thân thể khô nóng. Oanh, cửa phòng vào lúc này không thích ứng mở ra, Phạm Thiên Âm chính nhìn hai người. Cứ việc không nhìn thấy trên mặt nàng vẻ mặt, có thể từ trên người tản mát ra khí thế cũng biết lúc này có bao nhiêu tức giận. Đường thi nhã rất sợ nàng, lập tức thả ra gian thần thân thể. Phạm Thiên Âm vừa nhìn về phía gian thần, lạnh lùng nói, địa đồ đã hoàn toàn chắp phá thành công, giữ lại người cũng vô dụng. Giang thần nhíu chặt mày, lòng bàn tay tha lên đỉnh đồng thau. Nếu như nói tất cả những thứ này đều là lừa gạt địa đồ, như vậy này tâm cơ của phụ nữ thực sự thật đáng sợ. Đùa giỡn người chơi, đi thôi, biết hải thần bảo khố ở đâu. Ai biết phạm thiên âm cái kia khí diễm đột nhiên biến mất không còn tâm hơi, nữ nhân này như biến đổi thất thường biển rộng, cân nhắc không ra. Chợt, hai người theo phạm thiên âm đi tới cái khác đạo tặc trước mặt. Liên khuyết trên người hắn quan trọng nhất một khối, mới có thể biết địa đồ toàn cảnh. Nguyên Lai Hải Thần Bảo Khố ngay ở cách chúng ta cách đó không xa tiểu đảo. Cũng chính bởi vì duyên cớ này, Phạm Thiên Âm mới sẽ tìm được cực ác đảo đi. Thất chi chút xíu, kém chi ngàn dặm, liên quan với trên bản đồ hòn đảo nhỏ kia, những này đạo tặc đều là biết đến. Diện tích vẫn không có chấn hải hào lớn, bay đến không trung nhìn xuống, có thể thu hết toàn cảnh. Vì lẽ đó ở biết Hải Thần Bảo Khố ở trên hòn đảo nhỏ, đạo tặc môn đều rất bất ngờ tiếp theo phi thường tích cực hướng tiểu đảo mà đi. Một khi chúng ta tìm tới hải thần bảo khố, liền có thể ở mảnh này trên biển rộng dựng lên thế lực to lớn. 108 tên đạo tặc, không còn là mặc cho người ta môn đánh giết rèn luyện mục tiêu. Bảo khố ở trước, mỗi người đều rất hưng phấn, ảo tưởng được bảo vật sau các loại tình cảnh. Ở trên mặt biển, chấn hải hào tốc độ không chậm. Giữa trưa trước, cũng đã có thể nhìn thấy tiểu đảo. Cơ hồ chính là trên mặt biển một điểm đen, bốn phía đều là đá ngầm, thảm thực vật cực nhỏ. Nơi như thế này, khiến người ta cảm thấy lo lắng. Nếu như thật sự có bảo vật, đã sớm bị người phát hiện. Trừ phi là đặc biệt lớn bảo khố, giấu ở mặt khác bên trong không gian. Cách tiểu đảo còn có 500 mét khoảng cách thời điểm, đoàn người không nhẫn nại được tâm tình kích động, bay đến trên hòn đảo nhỏ. Lên đảo sau, mỗi người thần thức giao nhau quét từng tấc một. Có thể mấy phút quá khứ, mọi người liền một chỗ dị thường cũng không phát hiện. Kỳ quái, trên bản đồ chính là chỗ này. Phạm Thiên Âm đem hoàn chỉnh địa đồ lấy ra, muốn xác nhận hạ. Cũng không định đến chắp phá đi ra địa đồ, ở cái kia vết nứt có tia sáng nhô ra. Đồng thời ở nơi này, mỗi người đều cảm giác được dưới chân đang chấn động. Cả hòn đảo nhỏ đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Quá tốt rồi, đồ thiên đạo đám người kích động không thôi, ngóng trông lấy phán. Bất quá giang thần mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc làm sao theo tới đường thi nhã quan tâm nói. Có gì đó không đúng, chợt, ở trên đảo thạch quần khối, nương theo chấn động phát sinh kỳ diệu biến hóa. Một cái cửa đá dưới đất chui lên, lên tới cao hơn 20 mét. Bất quá bên trong giống tuếch, không có thứ gì, cửa trụ trên có khắc đầy các loại phù văn. Một đám người tới gần sau, tất cả đều là vẻ không hiểu. Có nhân nỗ lực xuyên qua trống giống cửa thời gian, bị một nguồn sức mạnh cho ngăn trở bên ngoài. Kết giới không phải chứ, còn muốn phá giải những này a. À? Vài tên đạo tặc ánh mắt nhìn về phía Phạm Thiên Âm. Không phải nói Phạm Thiên Âm am hiểu phương diện này, mà là Trích Tinh Đạo am hiểu. Đáng tiếc đã bị Phạm Thiên Âm giết chết, hiện đang đối mặt tình cảnh thế này, đều bó tay toàn tập. Bằng không chúng ta man lực thử xem, không được, vạn nhất gặp sự cố làm sao bây giờ? Tranh luận càng lâu, Phạm Thiên Âm chịu đến oán giận cũng lại càng lớn. Ta đến đây đi, giam thần hướng đi cửa đá. Người khác tranh luận thời điểm, hắn đã nhìn ra đầu mối. "Ngươi, Đồ Thiên Đạo đám người đương nhiên là không tin. Giang Thần quá tuổi trẻ, thời gian cùng tinh lực không thể dính đến nhiều như vậy phương diện." Có thể Giang Thần không để ý bọn họ nghi vấn, trên dưới đánh giá cửa đá, càng dùng tay đụng vào cửa trụ. Màu đen cửa trụ không phải chất liệu đá, trái lại như ngọc bóng loáng, còn có nhiệt độ. "Có vấn đề." Giang Thần biến sắc mặt, nói "Chúng ta mau mau rời đi nơi này." tại sao a à? đồ thiên đạo đương nhiên sẽ không nghe tin hắn này nói trên cửa đá bố trí kết giới đều có thời gian dấu vết bất quá ba bốn năm trước lưu lại cùng địa đồ cổ lão không phù hợp này vừa nói vài tên đạo tặc nhìn về phía lẫn nhau ngươi liền nói mình có thể không thể phá giải đi đồ thiên đạo không khách khí nói ngươi liền tự tin như vậy không có nhìn lầm ngươi không biết nghĩ để chúng ta sau khi rời đi chính mình trở về đoạt bảo đi những người khác cũng đưa ra nghi vấn bắn tiếng, ngươi chỉ để ý phá giải, coi như gặp nguy hiểm chúng ta cũng đồng ý. chương 625, Thiên Tôn đội ngũ, người khác gặp gỡ kết giới hoặc là trận pháp, nghĩ tới đều là có thể không thể phá giải. Giang thần cực nhỏ sẽ có như vậy lo lắng, hắn sẽ đi gặp bố cục nhân dòng suy nghĩ cùng thủ pháp. Hắn nhìn ra cửa đá kỳ lạ, kết giới tồn tại thời gian không vượt qua 5 năm, nhưng vẻ ngoài cố ý làm cựu. Đáng tiếc cái khác đạo tặc căn bản không tin, tiếp đó ánh mắt của mọi người đều rơi phạm thiên âm trên người. Khăn che mặt hạ mặt không biết là vẻ mặt gì, nhân lại mày liễu nói rõ đang do dự. Ta không thể tìm tới bảo khố sau, kết quả nghe được tiểu tử này mấy câu nói liền từ bỏ. Đồ thiên đạo cho thấy thái độ, ở lãi nặng trước mặt, đối với phạm thiên âm kiêng kỵ đều yếu bớt không ít. Giang thần, người mở đi, phạm thiên âm nói rằng, nghe vậy, giang thần cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu giang thần không biết giả bộ đường thi nhã lập tức cho thấy thái độ bất quá ở phạm thiên âm hướng về nàng nhìn lại thời gian lập tức cúi đầu không dám nhìn thẳng cái kia ánh mắt lợi hại mở có thể nhưng ta không biết đi vào giang thần nói rằng vậy ngươi cũng không được chia bất kỳ bảo vật đồ thiên đạo cho rằng hắn là ở dở trò gian sắc mặt phi thường khó coi không có bảo vật thì lại làm sao phân giang thần cười lạnh một tiếng không cùng bọn họ tranh luận nói ta giúp các ngươi mở ra kết giới cửa, liền như vậy sau khi từ biệt. Người trước về Trấn Hải Hào chờ xem, ta đem quyền khống chế giao cho ngươi. Phạm Thiên Âm nói rằng, Giang thần còn chưa nói, đường thi nhã tay ngay ở phía sau hắn xả quần áo, ra hiệu hắn đáp ứng. Đồng thời nàng không quên nói rằng, ngươi không tin Giang thần, ta tin. Giang thần đang do dự, không phải có vào hay không đi cửa đá, mà là muốn khuyên Phạm Thiên Âm từ bỏ. Có thể nhìn cái khác đạo tặc sắc mặt, biết làm như vậy chỉ là uổng phí thời gian liên hắn mở ra cửa đá kết giới quá trình không cần phải nói có thể nhìn ra cửa đá về thời gian kẽ hở mở ra tự nhiên cũng là chuyện dễ dàng khuôn cửa bên trong trống không bị tương tự với thủy ấn như thế màn ánh sáng lấp kín một tên đạo tặc đem bàn tay đi vào hãy cùng đưa đến trong nước như thế chuẩn bị đánh tới hoàn toàn tinh thần phạm thiên âm phân phó nói nhìn thấy giang thần dễ dàng như thế phá tan kết giới Lời nói mới rồi ở tại hắn đạo tặc trong lòng phân lượng cũng nhiều chút. Bất quá bọn hắn không có cứ thế từ bỏ, vẫn như cũ dự định mạo hiểm. "Ngươi thật sự không đi vào?" Phạm Thiên Âm hỏi một lần cuối cùng. "Ta không biết làm lo sợ không đâu sự tình, bên trong không có bảo vật, gian thần tự nhiên không đi vào." "Đây là trấn hải hào quyền khống chế, ta hiện tại giao cho ngươi, ngươi có thể đi trở về cứu người." Phạm Thiên Âm đem một khối hình tròn ngọc thạch cho hắn. Nắm ngọc thạch Giang Thần lập tức cùng Trấn Hải Hào sản sinh một loại liên hệ, chỉnh chiếc thuyền trở thành tay chân của hắn, có thể khống chế như thường. Giang Thần, chúng ta đi thôi." Hai người nhìn nhau không nói gì, Đường Thi Nhã có chút không vui thúc giục. "Ngươi cẩn thận nhiều hơn." Giang Thần dặn một câu, cùng Đường Thi Nhã bay về phía Trấn Hải Hào. Trên không trung thời điểm, hắn có thể nhìn thấy Phạm Thiên Âm cùng cái khác vài tên đạo tặc trước sau tiến vào trong cửa đá. "Ngươi quá tâm mềm nhũn." đường thi nhã như là nhìn ra cái gì nói người nếu như vậy sớm muộn sẽ cùng người phụ nữ kia không thể tách rời quan hệ ta hiểu được từ chối giang thần nói rằng giang thần người cần phải nhớ người phụ nữ kia là đạo tặc vẫn là trộm thủ không biết từng giết bao nhiêu nhân đường thi nhã cam giận bất bình nói rằng cực ác đảo những người kia có thể có không ít vô tội a à. thi nhã người tại sao như vậy sợ nàng giang thần đột nhiên đặt câu hỏi đường thi nhã ngay lập tức không phản ứng lại, sắc mặt có chút hoang mang. Một hồi lâu, nàng mới nói nói, nàng nhưng là thiên tôn, ta đương nhiên sợ sệt. Như vậy phải không, giang thần chăm chú quan sát nàng mặt, đường thi nhã cũng quay đầu sang. Chợt, hai người nhìn nhau nở nụ cười, không lại nói chuyện này. Trở lại trấn hải thuyền. Giang thần thả ra thập tử minh tù binh, cũng từ bọn họ trong miệng hỏi ra có quan hệ cực ác đảo chân tướng. Phạm Thiên Âm không có nói sai, Thập tự minh đối với cực ác đảo sách lược, chính là dùng vô tội máu tươi thỏa mãn cái kia cái gọi là tàn linh. Chào phúng chính là, coi như như vậy, thập tự minh tiến vào đảo hái thái nguyên quả vẫn như cũ sẽ có tử thương. Đường thi nhã nói rằng, giang thần, hiện tại trấn hải hào ở chúng ta trên tay, nếu như đem cái kia chút đạo tặc bắt, nhưng là một cái công lớn. Ô giang thần rất bất ngờ sẽ nghe nói như thế. Trong ngày thường những ngày đạo tặc trốn ở trên biển vạn đảo bên trong, ai cũng không biết ở đâu, hiện tại thật vất vả tụ tập cùng nhau đường thi nhã vẫn như cũ còn đang nói đến lúc đó người cái này phi long hoàng triều quan quân hầu sẽ dương danh chân võ giới chờ ngươi đi phi long hoàng triều thời điểm cũng sẽ có thực quyền ở tay ngươi thật nghĩ như vậy à giang thần hỏi đúng đấy đường thi nhã rất trực tiếp gật đầu nói chúng ta đến rèn luyện mục đích không phải là này à vẫn là nói người đau lòng người phụ nữ kia như vậy ngờ vực không biết lần thứ mới nói tới Giang thần không từ nhíu mày. Người nghe nói qua thiên nhất môn môn chủ nhi tử sự tình không có giang thần hỏi. Làm sao biết hắn a? À, lần trước xã hội đều còn ở. Đường thi nhã không hiểu làm sao đột nhiên hỏi cái này. Hắn còn sống sót, đương nhiên a. À, đường thi nhã phủ định phạm thiên âm cố sự. Hai nữ lại không giống nhau, giang thần không biết nên tin ai. Chúng ta trước tiên đi cực ác đảo. Giang thần nói rằng, ồ, thấy hắn không muốn đối với hải tặc động thủ, đường thi nhã rất mất mát thậm chí là thương tâm trấn hải hào trở lại cực ác đảo phụ cận hải vực sau đang chuẩn bị lặn xuống mau nhìn trên trời trên bong thuyền nhân đột nhiên chỉ hướng thiên không từ phía chân trời bên cạnh bay tới vô số đạo lưu quang kéo thật dài khí lưu giang thần lập tức để trấn hải hào vũ khí nằm ở chuẩn bị sắp xếp trạng thái thiên tôn thật nhiều ngày tôn lưu quang tiếp cận sau có thể nhìn thấy từng cái từng cái bóng người đây là một nhánh lấy Thiên Tôn vì chủ đội ngũ, nhân số ở bốn khoảng 50 người. Cái gì thế lực có năng lực đồng thời thành lập như vậy một nhánh đội ngũ? Người trên thuyền đầu tiên là cảm thấy không rõ, tiếp theo đều nghĩ tới đồng nhất cái thế lực trên người. Thánh Võ Viện, bất quá, Thánh Võ Viện cũng cực nhỏ sẽ xuất động như vậy đội ngũ. Thiên Tôn nhân số như vậy ít, có thể không thích hợp dùng số lượng để thủ thắng, thật muốn đối phó đại Tôn giả, cũng là đại Tôn giả điều động. Ở đội ngũ này đi tới chấn hải hào bầu trời thời gian, không có dừng lại, chỉ là chậm lại tốc độ. Giang thần phát hiện hiện tượng kỳ quái, đội ngũ này hình thành hai cái phòng ngự hình tròn. Bên ngoài một vòng, bên trong một vòng, trong ngoài nhân có thể rõ ràng nhìn ra không phải người cùng một con đường. Mà ở ở chính giữa, có một cái trang phục cực kỳ lộ liễu thanh niên, hắn lúc phi hành lưu quang cũng là trói mắt nhất. Thanh niên phảng phất nhận ra được giang thần ánh mắt, cúi đầu đến, Ánh mắt của hai người đi qua ngắn ngủi tiếp xúc. Thanh niên cười cợt, không phải hiếu hảo cười, mà là một loại ở trên cao nhìn xuống, mang theo nụ cười khinh thường. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên. Làm đội ngũ này bay qua không bao lâu, có một người rời đi đội ngũ, hướng tới trấn Hải Hào bay đến. Là Thánh Võ viện người. Đường Thi Nhã nhìn rõ ràng cái kia nhân tướng mạo sau, nghiêm nghị nói. Chương 626, Tình Ti Kiếp, người đến là một vị người đàn ông trung niên người mặc một bộ phổ thông thanh sam, nhưng che lấp không được thiên tôn khí tức. Hắn đi tới trấn hải hào bầu trời, bị trận pháp ngăn cản sau, một đôi lông mày rậm lập tức nhăn lại. Thánh võ viện, phùng bất giác, hắn vì là trấn hải hào không thức thời cảm thấy bất mãn, báo ra bản thân họ tên. Giang thần suy nghĩ một chút, triệt đi trấn hải hào đại trận. Phùng bất giác lúc này mới dơ dơ ống tay áo, tư thái kiêu ngạo rơi trên bong thuyền, trấn hải hào làm sao sẽ biến thành như vậy ngươi lại là người nào phùng bất giác lập tức phát hiện trên thuyền không đúng cảnh giác lên nói thập tự minh nhân đi đâu phùng tiền bối vị này chính là phi long hoàng triều quan quân hầu giang thần đường thi nhã lên trước giới thiệu đường tiểu thư phùng bất giác nhận ra nàng đến thế nhưng đối với giang thần địch ý không có giảm bớt bao nhiêu nói quan quân hầu là không miệng à đường đường thiên tôn đi tới trấn hải hào nhưng không người tới nịnh bợ nịnh hót để hắn cảm thấy bị mạo phạm ngươi có chuyện gì giang thần như ước nguyện của hắn mở miệng nói chuyện rất không khách khí ngươi phùng bất giác tấm kia mặt chữ điền dần lộ tức giận lại phất ống tay áo nói nho nhỏ võ tôn cũng dám như vậy làm càn nghe vậy giang thần nói rằng bởi vì ngươi là thiên tôn người khác liền muốn khúm núm hắn sớm nhìn ra rồi cái tên này tuy rằng ăn mặc đơn giản nhưng kiêu căng tự mãn xem thường cảnh giới thấp với người của mình. Đường thi nhã rất lo lắng hướng về hắn nháy mắt, hy vọng không nên cùng thánh võ kết oán. Ở chân võ giới, thánh võ viện chính là ngày, nắm giữ tuyệt đại đa số người quyền sinh quyền sát. Phùng bất giác con mắt híp thành một cái khe, ánh mắt lạnh lùng. Bất quá ở trên thuyền các loại vũ khí hết thảy nhắm ngay hắn, cái kia động một cái liền bùng nổ khí thế lập tức tiêu tan. Mười môn phái lớn hợp lực chế tạo chấn hải hào, ở chân võ giới phi thường có tiếng, lực sát thương rất lớn. Thiên tôn hắn, cũng không thể không cân nhắc sau đó làm. Ta không cùng ngươi tính toán, ta liền hỏi ngươi thập tự minh nhân đi đâu phùng bất giác nói rằng. Từ bỏ động thủ hắn không biết mình làm một cái sáng suốt quyết định, nếu không thì, còn có đỉnh đồng thao chờ hắn. Tiền bối, là như vậy đường thi nhã lên trước nói rằng. Ta muốn hắn nói, phùng bất giác đánh gãy nàng, chỉ vào giang thần, nói, ngươi là phi long hoàng triều người, khống chế chấn hải hào, Tốt nhất nói rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi muốn biết, Giang Thần nhún vai một cái, đem sự tình đại khái nói một lần, liên quan với rất nhiều gây bất lợi cho chính mình chi tiết nhỏ, trực tiếp mang quá. Quả nhiên là như vậy, nghe xong những chuyện này, Phùng Bất Giác không có chút nào bất ngờ. Trái lại ở trên mặt của hắn, xuất hiện một vệt nụ cười tàn nhẫn. Những hải tặc kia, thật sự tiến vào vào cửa đá Phùng Bất Giác hỏi. Đúng thế, Đường Thi Nhã nghe ra cái gì? nói tiền bối, lẽ nào tất cả những thứ này đều là thánh võ viện kế hoạch à? Hiện tại không thể nói cho ngươi, bất quá sẽ có tin tức truyền đến. Phùng bất giác là đến tìm hiểu tin tức, được muốn sau, không nói hai lời bay đi. Hải thần bảo khố, chính là thánh võ viện bố cục, muốn tiêu diệt người vị trí đầu đạo tặc. Giang thần đại khái đoán ra xảy ra chuyện gì? Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, bất quá lần này có rượu âm đạo, cũng khó trách muốn tìm thời gian dài như vậy bố cục. Đường Thi Nhã rất hài lòng nghe được tin tức này, bất quá ở phát hiện Giang Thần mắt nhìn Tiểu Đảo Phương hướng thời điểm, cảm thấy vô cùng xuất sắng. Ngươi không biết vẫn là muốn đi cứu người đi. Đường Thi Nhã vội la lên, Giang Thần, ngươi làm như vậy không chỉ có nguy hiểm, còn có thể cùng Thánh võ viện là địch, chân võ giới không có ngươi chỗ dung thân. Giang Thần lên trước đi mấy bước, ngưng trọng nói, ta mau chân đến xem. Người phụ nữ kia thật sự có như vậy đẹp đẽ. Đường Thi Nhã mất khống chế kêu to nói nàng nhưng là chưa từng có như vậy. Liền nhìn, Giang thần bay lên thân đến, rời đi chấn hải hào. Giang thần, đường thi nhã đuổi theo, lôi kéo cánh tay của hắn, nói, một khi ngươi làm cái gì, chính là cùng thánh võ viện là địch, ta cùng ngươi đồng thời, ta tình cảnh, ngươi có nghĩ tới hay không? Giang thần nhìn nàng mặt, nói thiên nhất môn môn chủ con trai, thật sự còn sống không? Phạm Thiên Âm không biết bịa đặt một cái tùy tiện tìm người hỏi liền bị đâm thủng lời nói dối. Giang thần, đường thi nhã nhào vào của hắn ôm ấp, hai tay đưa đến hắn sau lưng, nói ta thừa nhận lừa ngươi. Bởi vì ta không muốn mất đi ngươi, ngươi biết chân tướng, nhất định sẽ cảm thấy diệu âm đạo đáng thương. Vì lẽ đó ta mau chân đến xem, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không xuất thủ. Giang thần ngón tay xuyên qua tơ lụa mái tóc, có thật không đường thi nhã chăm chú ôm hắn, như là không muốn buông tay. Thật sự, ta hỏi chính là, người thật sự muốn đi không? Đường Thi Nhã ngẩng đầu lên, mặt cười trên không phải thương tâm, cũng không phải bi phẫn, trái lại là một mặt lạnh lùng. Ngươi, Giang Thần cảm thấy không đúng, tiếp theo là cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Còn không chờ hắn có động tác gì, Đường Thi Nhã rời đi của hắn ôm ấp, ở 4, 5 mét ngoại dừng lại. Cùng nàng cùng rời đi, còn có Giang Thần một thân sức mạnh. Thân thể vô lực, không thể động đậy, rồi lại không từ không trung té xuống, trong cơ thể chính đang phát sinh kỳ quái dị biến. Giang thần, đây là người tự tìm. Đường thi nhã nói rằng, mặt cười lạnh lẽo cực kỳ. Tình thi kiếp có đúng không? So với vừa bắt đầu hoang mang, Giang thần lập tức tỉnh táo lại, biết xảy ra chuyện gì. Người biết đang định bàn giao tất cả đường thi nhã nhất thời há hốc mồm. Tình thi kiếp, cao minh đoạt xác công pháp, so sánh với đó, cực nhạc thần công bất quá là thấp hèn. Giang thần nói rằng, bất quá so với cực nhạc thần công, tu luyện tình thi kiếp yêu cầu cao hơn rất nhiều không sai phải tự mình vào tình cũng phải ngươi rơi vào võng tình bên trong vì lẽ đó ta không tính lừa ngươi cố gắng giang thần biết quá nhiều đường thi nhã nói chuyện sức mạnh không phải rất đủ đừng lừa mình dối người người để ta rơi vào võng tình là lợi dụng công pháp tơ tình thông quá mùi thơm tiến vào trong cơ thể ta giang thần nói rằng ngươi biết đến xác thực nhiều người sở dĩ như vậy cũng là bởi vì trong cơ thể tơ tình phát tác đường thi nhã nói xong lời này hỏi, là người phụ nữ kia nói cho của ngươi. Không phải, ta vừa bắt đầu liền biết, không thể. Này đáp án để đường thi nhã không chịu nhận, kích động nói, nếu như ngươi sớm biết, làm sao còn chúng chiêu ngươi hẳn phải biết ta lấy đi tơ tình sau, ngươi sẽ biến thành hình dáng gì. Biến thành phế nhân, vô lực nhúc nhích, giang thần sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa hạ, nói rằng, ở Thủy Long Thành, ngươi tính tình quạnh quẽ, ở ngươi quyết định đem ta xem là công pháp tu luyện đối tượng thời gian, trước sau thái độ biến hóa quá nhanh. Nếu như ta không biết trên đời có công pháp này, đương nhiên sẽ không hoài nghi, còn tưởng rằng là chính ta ở dạ hội thượng biểu hiện trói mắt. Có thể ngươi quá non nớt, ta là của ngươi tình ti kiếp đệ nhất kiếp đi. Nghe đến đó, đường thi nhã vẻ mặt đặc biệt đặc sắc, gian nan gật đầu một cái, nàng đều nhanh quên ai mới là bị quản chế một phương. Mẹ của ngươi là người người dẫn đường, mới sẽ vào lúc đó xuất hiện, buộc chúng ta đánh vỡ quan hệ tầng kia băng, mới hảo thuận theo tự nhiên phát triển. Mặt khác, hành tung của chúng ta cũng là ngươi nói cho cuồng long hoàng triều cùng thượng quan gia, chế tạo cùng trung hoạn nạn giả tạo. chương 627, Đệ Nhất Kiếp, trên mặt biển, hai người ở quỷ dị bầu không khí hạ đứng. Giang thần vô cùng suy yếu, có thể nói quang địa có tiếng, ngôn ngữ gãi đúng chỗ ngứa. Đường thi nhã trạng thái toàn thịnh, bất cứ lúc nào có thể hiểu rõ giang thần tính mạng, nhưng sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập bất an. Ngươi cho rằng nam nhân đều yêu thích bách ghi bách theo, khắp nơi giữ gìn nam nhân, có thể cùng ngươi bản tính xung đột, phi thường vi cùng. ở Phạm Thiên Âm muốn lái thuyền thời điểm, ngươi cùng ta nói không bỏ xuống được cực ác đảo Đồng Môn, trên thực tế là muốn trở nên gay gắt ta cùng nàng mâu thuẫn, không chết không thôi. Mọi việc như thế, còn có rất nhiều. Đường Thi Nhã nghe không vô, ngắt lời nói, được rồi, nếu ngươi biết tất cả mọi chuyện, tại sao còn như vậy? giang thần nói rằng người nói trước đi nói tại sao lựa chọn ta làm tình ti kiếp đối tượng đi đường thi nhã liếc mắt nhìn hắn thấy hắn thống khổ dáng vẻ có thể là thiện tâm nguyên nhân rất chăm chú suy nghĩ một chút bởi vì ngươi đầy đủ ưu tú đây là nói thật giang thần lắc lắc đầu nói ngươi còn ở có bảo lưu nói rõ ngươi tâm không đủ tàn nhẫn không muốn chết người hận ngươi ngươi còn không quá am hiểu loại này công pháp tình ti kiếp là đoạt xác công pháp bên trong hàng đầu tồn tại muốn luyện thành yêu cầu cực cao. Muốn vào tình, lại muốn vô tình, không cho phép nửa điểm dối trá. Ngươi là yêu tú, nếu như là ngươi, tờ tình hiệu quả sẽ tốt hơn, huống hồ ngươi vẫn là chiến thân thể người. Bị hắn nói như vậy, đường thi nhã sắc mặt càng ngày càng lạnh. Nàng lại nói, mặt khác, ta cũng rõ ràng ngươi tại sao biết rõ nói còn vãng hỏa trong hầm nhảy, ngươi là muốn tình tâm đúng không? Tu luyện tình ti kiếp người, nếu như thực sự đoạn không được tình, có thể mang đối tượng trong cơ thể tơ tình hóa thành tình tâm lưu ở trong người. Đơn giản tới nói, chính là nhà gái không có bất kỳ được lợi, tình thi kiếp không thể tu luyện, nhưng nhà trai phải nhận được giúp đỡ rất lớn. Ta xác thực nghĩ tới, có thể nhìn ngươi đối với người phụ nữ kia lưu ý dáng vẻ, người đáng giá ta làm như vậy à đường thi nhã căm ghét nói. Đều đã nói, không cần che lấp, nói ra ngươi lựa chọn ta nguyên nhân, nói ra tại sao không lưu tình tâm nguyên nhân. Giang thần nói rằng. Ngươi biết những này, thật không phải người phụ nữ kia cùng ngươi đã nói à?" Đường Thi Nhã thấy hắn nói đến tình tâm đều không biết hoang mang, không khỏi có chút hoài nghi, nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy cùng Phạm Thiên Âm cần phải ở bên trong phòng đã phát sinh. "Ngươi muốn cùng ta nói cái gì lúc đó là Đường Thi Nhã trước tiên đặt câu hỏi. Ngươi ở trên bong thuyền cố ý kích thích Giang Thần, muốn hắn cùng ta tử đấu có đúng không?" Phạm Thiên Âm mặc dù là đang hỏi, nhưng Đường Thi Nhã phát hiện mình không cần trả lời khăn che mặt lộ ra cặp mắt kia đã nhìn thấu tất cả. Là thì lại làm sao đường thi nhã rất thẳng thắn thừa nhận. Ta biết mẹ ngươi sư phụ, Phạm Thiên Âm nói một câu khiến người ta không hiểu ra sao đến. Đường thi nhã nhưng là hoảng loạn không ngớt, trên mặt thong rong cùng chấn định biến mất không còn tâm hơi. Thông quá đem nam nhân xem là bậc thang, từng bước một hướng đi đại tôn giả nữ nhân, là sỉ nhục. Phạm Thiên Âm không để ý tới vẻ mặt của nàng, nói rằng nếu như ngươi dám như vậy đối với giang thần ta tha cho không được ngươi đường thi nhã cũng bị lời này giận đến tinh xảo như đồ sứ khuôn mặt toát ra phẫn nộ nàng bất mãn phạm thiên âm cao cao tại thượng tư thái nói ngươi đi nói a à, nhìn giang thần là tin ngươi vẫn là tin ta đùng phạm thiên âm trả lời chính là một bà tai đến ký ức cuối cùng đường thi nhã theo bản năng sờ sờ đã tiêu thúng gỏ má không sai ta lựa chọn của ngươi nguyên nhân là ngươi đến từ cửu thiên giới không có bối cảnh không cần bận tâm bởi vì giống ngươi thiên tài như vậy chỉ có hàng đầu thế lực mới có thể nuôi dưỡng được đến ta không dám động bọn họ người ta không ở trên thân thể ngươi lưu tình tâm cũng là bởi vì ngươi không bối cảnh người giống như ngươi cùng tính cách có thể huy hoàng nhất thời không thể huy hoàng một đời đường thi nhã bạo phát không lại che che giấu giấu thổ lộ chính mình tiếng lòng rất tốt đây mới là tu luyện tình thi kiếp nhân nên có tâm thái. Giang thần không những không giận mà còn cười, rất thưởng thức Đường Thi Nhã biểu hiện. Ta xưa nay chưa từng nói chính mình là cỡ nào hảo người, là các ngươi những người đàn ông này tổng hy vọng gương mặt xinh đẹp hả cũng có thể có viên thiên sứ trái tim. Nữ nhân xinh đẹp cũng không phải từ nhỏ chính là dựa vào mạnh mẽ nam nhân, cũng là có thể trở nên càng mạnh hơn, chờ ta luyện thành tình thi kiếp thứ 9 kiếp, cử giới ai dám xem thường ta. Đường Thi Nhã không có nghe hắn, vẫn như cũ còn đang nói tình thi kiếp tổng cộng có cửu kiếp mang ý nghĩa muốn vào tình chín lần phân biệt là người khác nhau càng đi về phía sau uy lực càng lớn độ khó cũng lớn mẫu thân ta ở đệ tam kiếp thời điểm ở phụ thân ta lưu lại tình tâm kết quả ni phụ thân ta ở bên ngoài không biết có bao nhiêu thiếu nữ mà mẫu thân ta đời này đều sẽ chỉ là thiên tôn giang thần nói rằng thiên tôn đối với rất nhiều người tới nói đều là xa không thể vời sư tôn của ta thứ sáu kiếp cũng không nhìn được lưu lại tình tâm, trở thành đại tôn giả, đáng tiếc người đàn ông kia mệnh không được, chết ở kẻ thù trên tay. Đường thi nhã nói xong một đống lớn, phát tiết tâm tình của nội tâm sau, hai mắt đỏ chót mà nhìn giang thần. Ta đệ nhất kiếp vừa mới bắt đầu, người liền hy vọng ta lưu lại tình tâm à. Trong lời nói chào phúng cũng không biết đang nói giang thần, vẫn là tự diễu. Chợt, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng hướng đi giang thần, đi đến rất xa, ngoài miệng còn đang nói. Giang thần, người cơ hồ là đệ nhất kiếp hoàn mỹ nhất ứng cử viên. Thiên phú dị bẩm, người mang truyền thừa huyết mạch, thiên phú trình độ kinh người, đáng tiếc, chỉ là đến từ cửu thiên giới, xuất thân của ngươi, không xứng với thiên phú của ngươi. Nói xong, nàng đã đến giang thần trước người. Giang thần nghe nàng nói những này, tâm có cảm xúc, nói thi nhã, người còn có cơ hội quay đầu lại, lưu lại tình tâm, người sẽ không hối hận đường thi nhã không dám tin tưởng chừng mắt nhìn không chút nào có hình tượng tiếng cười từ nàng trong miệng phát sinh giang thần a à, giang thần coi như ta biết ngươi đều là ngoài dự đoán mọi người có thể ngươi biết của ngươi lời có bao nhiêu buồn cười không ta lời nói mới rồi không phải ở xin tha mà là ngươi cho cơ hội giang thần nghiêm túc nói cơ hội này tương lai sẽ có rất nhiều người tha thiết ước mơ đối với ngươi bây giờ được một cách dễ dàng nghe nói như thế đường thi nhã lại do dự gương mặt đó tràn đầy dẫy dụa vẻ. Ta không thèm khát, đột nhiên, nàng cao hất cầm lên, bàn tay đưa về phía giang thần. Giang thần thân thể kiên trì lồng ngực, mấy cây như dâu rồng như thế tơ tình từ trong cơ thể hắn hút ra đi ra, óng ánh long lanh, mềm mại tinh tế. Quả nhiên, người quả nhiên là kỳ tài ngút trời, như vậy tơ tình có thể làm cho ta nắm giữ chiến thân thể. Cánh tay tiếp xúc được tơ tình, đường thi nhã lúc trước do dự biến mất không còn tăm hơi, bị cuồng nhiệt thay thế được. Chúc mừng ngươi được toại nguyện, Giang thần còn nhớ nàng mỗi lần nói đến chiến thân thể như vậy ước ao. Ngươi yên tâm đi, trở thành ta đệ nhất kiếp, ngươi đã thực hiện chính mình giá trị. Đường Thi Nhã nói rằng, ngươi có chuyện nói đúng, ta đều là ngoài dự đoán mọi người. Đột nhiên, Giang thần lộ ra một cái để Đường Thi Nhã không yên lòng nụ cười. Biết rõ nói còn gặp nguy hiểm, Giang thần vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan, đúng là bởi vì chờ mong tình tâm lưu ở trong cơ thể mình à đương nhiên không phải, chương 628, Long Phượng thần thể. Tơ tình hoàn toàn hút ra sau khi ra ngoài, giang thần thân thể rơi vào đến trong nước. Cùng đường thi nhã theo dự liệu bị rút đi tơ tình dáng vẻ gần như, thân thể cực kỳ yếu đuối. Nàng không có chú ý tới giang thần trái tim đột nhiên chấn động động đậy, mặt biển tạo nên tầng tầng lớp lớp cuộn sóng. Phù phù, theo lạc thủy thanh, giang thần chìm vào trong biển. Đường thi nhã không nghe thấy, nàng thậm chí đều không có để ý làm hết thải tơ tình tiến vào trong thân thể thời điểm, nàng bị một luồng năng lượng màu nhũ bạch cho bao vây lại. Năng lượng càng ngày càng mạnh, phát ra quang có thể so với liệt nhật. Cũng không biết quá khứ bao lâu, năng lượng tất cả đều tràn vào đến đường thi nhã trong cơ thể. Đường thi nhã tắm rửa ở ánh sáng màu trắng bên dưới, như cửu cung thần nữ. Ở đường thi nhã mở mắt ra thời điểm, khí chất hoàn toàn khác nhau. Linh tôn, ta đột phá đến linh tôn, còn có chiến thân thể ta hiện tại là thần tình chiến thể. Đường Thi Nhã vui mừng không ngớt, nhân sinh hai đại nguyện vọng đồng thời thực hiện. Đột nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, một đôi mắt ở trên mặt biển nhìn xung quanh. Quá khứ lâu như vậy, đã sớm không biết Giang Thần thân ở nơi nào. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, nhất định sẽ chết chìm. Nghĩ đến điểm này, cho là mình đã nhận rõ bản tâm Đường Thi Nhã tâm tình không tên. Sâu sắc thất lạc Trung Hòa vừa nãy vui sướng, trong khoảng thời gian này Giang thần có mấy cái trong nháy mắt vẫn là hấp dẫn đến nàng. Đặc biệt là ở đạo tạc trong tay cứu nàng thời điểm. Nàng cắn răng một cái, liền muốn hạ thủy đi tìm giang thần. Người muốn làm gì muốn vĩnh viễn dừng lại ở đệ nhất kiếp A. À? Nàng vừa mới động, thanh âm nghiêm nghị từ không trung truyền đến, cái kia kiệu hoa lần thứ hai xoay tròn mà hạ. Người Mỹ phụ từ trong kiệu đi ra, tương tự khuôn mặt là quen thuộc lạnh lùng. Ở ngươi muốn tu luyện tình đi kiếp thời điểm, Người đã nói cái gì người Mỹ phụ âm thanh lạnh lẽo, hào vô tình cảm. Tuyệt không hối hận, theo đuổi đỉnh cao. Đường thi nhã nói rằng, vậy ngươi vừa nãy muốn làm gì người Mỹ phụ hỏi, ta, đường thi nhã cúi đầu, dù gì nói, hay là, ta là thật bỏ qua này một đời cơ hội duy nhất. Năm đó ta ở cha ngươi trên người lưu lại tình tâm, cũng là như vậy kiên định, kết quả ni. Người Mỹ phụ đưa tay ở trên mặt một vệt, dung mạo có không giống nhau biến hóa khóe mắt có không ít cao mày, cả người da rẻ biến nhíu, trong nháy mắt già nua rồi hơn 10 tuổi. Đây chính là không vượt qua thứ 9 kiếp, liền mất đi tình tâm kết cục. Người vẫn là đệ nhất kiếp, chỉ có thể so với ta càng nghiêm trọng. Này hoàn toàn thay đổi đường thi nhã ý nghĩ, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân như vậy. Hơn nữa coi như người đổi ý, giang thần cũng thay đổi không được chính mình kết cục, kéo dài hơi tàn, không bằng chôn thây mảnh này biển rộng. Phụ nhân nói rằng, tuy rằng hắn quả thật không tệ, có thể đi quá bên trong tam giới ta, biết giang thần ở nơi đó cũng bất quá là bình thường. Ừm, đường thi nhã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, mẫu thần đại nhân, giang thần trên người có không ít huyền hoàng hai khí cùng một cái phi thường lợi hại đỉnh nhỏ. Lời này để phụ nhân sửng sốt một chút, tiếp theo mặt lộ vẻ khen ngợi, hiếm thấy nở nụ cười. Đây mới là bé ngoan, phụ nhân khen một câu, đang muốn cùng đường thi nhã đến hải lý tầm bảo, nhưng mà còn không hành động các nàng đột nhiên phát hiện dưới chân biển rộng phát sinh biến hóa phảng phất là bão táp muốn tới mặt biển nổi sóng chập trùng bắt đầu liên tục cuồn cuộn một mực hai người trên đầu lại là bầu trời trong trẻo quỷ dị không nói lên lời đùng 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 để mẹ con hai người khiếp sợ chính là đáy biển hạ còn truyền đến dầu có tiết tấu vang trầm đây là đây là tiếng tim đập đường thi nhã nghĩ đến giang thần cuối cùng nói chuyện nhiều kinh hãi đến biến sắc nói, hắn không chết, hắn còn chưa có chết. Không chỉ có không chết, còn trở nên càng mạnh hơn trở về. Phụ nhân lạnh rên một tiếng, nhìn chằm chằm mặt biển không tha. Mẫu thân đại nhân, chúng ta mau rời đi đi. Đường thi nhã vội hỏi, sợ cái gì coi như không chết, tới nhiều lắm cũng là linh tôn. Phụ nhân không coi là chuyện đáng kể. Bất quá đường thi nhã rất nhanh sẽ đem đỉnh đồng thao uy lực nói ra. Có như vậy khủng bố à? Phụ nhân nửa tin nửa ngờ, còn tưởng rằng đường thi nhã là ở giữ gìn giang thần thật sự đường thi nhã luôn mãi bảo đảm nàng không dám tưởng tượng giang thần sẽ làm sao trả thù ngược lại ở đây trên biển rộng thế lực của đường ra kéo dài không đến vô lực chống lại vậy thì thả hắn một cái mạng đi muốn hắn một cái cửu thiên giới ra hỏa cũng không dám trả thù nếu là không thức thời lại đưa hắn chết phụ nhân xác định là thật sự cũng không muốn mạo hiểm mang theo nữ nhi mình rời đi cũng bởi vậy Mẹ con hai người bỏ qua đặc sắc nhất một màn. Ở cái kia không dưới mặt biển phẳng lặng, đột nhiên sáng lên một ánh lửa. Bị mặt nước vặn vẹo không ra hình thù gì, còn là có thể xác nhận đó là đem hỏa. Hỏa càng lúc càng lớn, còn có một loại nào đó đường viền, dường như rồng dường như phượng, rất giống một con cự thú ẩn núp ở đáy biển. Ùm ục ục ục, cũng không lâu lắm, cả khối hải vực bắt đầu sôi trào, liều lĩnh khói trắng. Nước biển lại bị đun sôi khó có thể tưởng tượng dưới nước hỏa nhiệt độ lớn bao nhiêu. Đến cuối cùng, đáy biển hạ ánh lửa bắt đầu tăng lên trên, nước biển cũng theo trên nhấc. Liền rất nhanh sẽ xuất hiện một màn kỳ quan, mảnh này nước biển thăng thành một cái đài cao. Ở đạt đến gần nghìn mét thời điểm, giang thần vọt ra khỏi mặt nước, ngửa đầu gào thét. Trong cơ thể tản mát ra sức mạnh so với được với nước biển hạ xuống. Sau khi phát tiết xong, giang thần mới phát hiện mình cả người, mau mau lấy ra y phục mặc trên. Phó tôn hậu kỳ, chỉ thiếu một chút, liền có thể đạt đến linh tôn, đáng tiếc dùng tình không đủ thâm. Hay là một đã sớm biết chân tướng của chuyện, dù cho hắn vong tình tập trung vào, cũng không thể đạt đến tốt nhất. Nếu như nói tình ti kiếp là đoạt xác loại này công pháp hàng đầu tồn tại. Như vậy giang thần tu luyện thất tình lục dục thần công, cơ hồ là xếp số một tên. Thậm chí, cũng không tính là là đoạt xác công pháp, bởi vì không biết đối với người khác tạo thành thương tổn một người ở thất tình lục dục bên trong đều trải nghiệm một hồi lại chặt đứt ràng buộc cá nhân tu vi liền có thể tăng nhanh như gió cũng là hắn có thể trung hòa tơ tình hút ra nguyên nhân đáng tiếc giang thần cách làm tương tự với dối trá cứ việc hắn đối với đường thi nhã có động tình nhưng mang theo mãnh liệt mục đích tính cho tới cảnh giới bất quá tăng lên tới hậu kỳ bất quá giang thần để ý nhất không phải cảnh giới mà là chiến thân thể của hắn long phượng chi thể biến thành long phượng thần thể cái này cũng là hắn vừa nãy tạo thành lớn như vậy động tính nguyên nhân. Giang thần đem ướt nhẹp tóc dài sửa lại hảo sau, lập tức chạy về phía tiểu đảo. Đường thi nhã lo lắng báo thù, tựa hồ có hơi dư thừa. Giang thần, hắn vừa bay đến mặt khác một vùng biển, liền đụng tới hai cái người quen thuộc. Thượng quan gia lang môn môn chủ cùng cuồng long hoàng triều hỏa long tướng. Người làm sao sẽ một người ở đây em trai ta người ở nơi nào hỏa long tướng kích động nói. Bọn họ còn không biết cực ác đảo sự tình, làm phát hiện Trấn Hải Hào xuất hiện vùng biển này thời gian, lập tức chạy tới, không ngờ tới đụng tới giang thần. Tránh ra, ta tha các người bất tử, đỉnh đông thao cùng bát bộ thiên long đều ở, then chốt chính là, giang thần hiện tại đã không sợ linh tôn. Đừng quên, pháp bảo của ngươi, chỉ có thể ngăn cản một người. Làng môn môn chủ lạnh lùng nói, ngươi coi như cảnh giới tăng lên, cũng không phải linh tôn đối thủ. Có đúng không đến thử xem chương 629, thần cơ công tử. Đối mặt linh tôn, giang thần không sợ hãi chút nào. Không phải là bởi vì có thanh đồng đỉnh cùng bát bộ thiên long. Mặc dù nói chỉ bằng thanh đồng đỉnh có thể dễ dàng giết chết hai người, nhưng hắn không dự định làm như vậy. Thời gian cấp bách, hắn không muốn chờ lang môn môn chủ ở cái kia do dự không quyết định lãng phí thời gian. Mũi chân ở trên hư không một chút, nhân vị trí xuất hiện tương tự với nước qua dấu vết. Ở dấu vết còn không bình phục trước, giang thần đã đi tới lang môn môn chủ trước người nhìn giang thần xác thực không cách dùng bảo thậm chí đao kiếm đều không ra khỏi vỏ bất ngờ đồng thời lang môn môn chủ không từ phẫn nộ hắn còn chưa từng có bị võ tôn nhìn như vậy không nổi quá mặc kệ là võ tôn sơ kỳ vẫn là hậu kỳ đều chỉ là võ tôn mà thôi ngươi muốn cùng ta linh tôn cứng đối cứng hay ta để ngươi kiến thức hạ linh tôn mạnh bao nhiêu lang môn môn chủ hai tay buông xuống xong quyền đặt ở hai bên hông thân thể như căng thẳng cung không chờ giang thần kéo tới hắn thân thể vút qua theo chói tai tiếng xé gió cấp tốc chạy như bay đang đùa trò gian gì dòng lửa đem không có thừa cơ hội này từ giang thần sau lưng xuất khích vừa đến là xem thường thứ hai là có đề phòng giang thần cùng lang môn môn chủ hết tốc lực phi hành trong cơ thể sức mạnh sôi trào mãnh liệt oanh hai người hết tốc lực đụng vào nhau mặt biển mất đi bình tĩnh vô số cột nước nhằm phía lam thiên hai người song quyền đụng nhau, cánh tay bắp thịt nhô lên. Người rõ ràng chỉ là võ tôn A, lang môn môn chủ cắn chặt hàm răng, một câu nói cơ hồ là biệt đi ra, khuôn mặt dữ tợn, cả người sức mạnh dùng tới. Võ tôn thì thế nào? Giang thần cười lạnh một tiếng, thần thân thể cường hãn làm hắn chịu đựng được linh tôn một đòn. Lập tức, long lực cùng thần lực đồng thời ở trên nắm tay bạo phát. Một tiếng vang ầm ầm, lang môn môn chủ mười phân khuếch đại bị đẩy lùi đi ra ngoài không có bất kỳ võ học tranh tài thuần túy tự thân sức mạnh võ tôn có thể cùng linh tôn chống đỡ được cái này không thể nào dòng lửa đem không thể tin tưởng mấy ngày trước đây còn muốn chạy chối chết giang thần hôm nay có sức đánh một trận đồng thời hắn phát hiện giang thần có thể làm được như vậy không phải mượn dùng ngoại lực hắn đến cùng đi tới nơi nào thực lực có như thế bay vọt dòng lửa đem suy đoán giang thần khẳng định lại là được một loại nào đó kỳ ngộ ta muốn giết ngươi bên kia bị võ tôn đánh bay lang môn môn chủ nổi giận, trong tay xuất hiện tạo hình kỳ lạ vũ khí, dường như đao dường như thương. Không có hứng thú cùng ngươi lãng phí thời gian, giang thần thử ra long phượng thần thể mạnh như thế nào sau, không lại tiếp tục dây dưa. Nho nhỏ thanh đồng đỉnh tỏa ra ánh sáng xanh lục, từ hắn lòng bàn tay bay ra. Ở biến hóa bình thường to nhỏ sau, đấu đá lung tung, tốc độ so với thiên tôn phi hành còn nhanh hơn. Món đồ gì, còn đang tức giận lang môn môn chủ ngạc nhiên nghi ngờ bất an, dùng suốt toàn lực xuất trưởng, ý đồ tiếp được thanh đồng đỉnh. Nhưng là, làm thanh đồng đỉnh đụng vào thời điểm, hắn không có thời gian hối hận. Hai tay trong nháy mắt vặn vẹo không ra hình thù gì, mà này còn chỉ là bắt đầu. Này cỗ lực va đập đánh úp về phía toàn thân hắn, đem một cái linh tôn trở nên như giấy trắng giống như yếu đuối. Giang thần thu hồi thanh đồng đỉnh thời điểm, lang môn môn chủ bị mất mạng, trôn thây biển rộng. Cái này rồng lửa đem dọa cho phát sợ, vì lẽ đó ở giang thần cũng hướng về hắn làm ra quang vật động tác thời điểm, suýt chút nữa không chạy trôi chết. Cũng còn tốt rồng lửa đem giữ được bình tĩnh, nhìn rõ ràng đó là khối ngọc thạch. Trấn Hải hào quyền khống chế, em trai ngươi ở cực ác đảo bên trong, chính ngươi đi cứu đi, nhưng cũng khả năng không kịp. Giang thần quay lưng hắn lưu lại lời này, cũng không quay đầu lại bay đi. Rồng lửa đem nửa tin nửa ngờ, ở tại chỗ thật lâu bất động. Cùng lúc đó, trên hòn đảo nhỏ, cửa đá biến mất không còn tăm hơi, đạo tặc môn một mặt tuyệt vọng. Giữa bầu trời, lúc trước Giang Thần từng thấy thiên tôn đội ngũ đem bọn họ bao quanh vây nhốt. Không chỉ có như vậy, hải không hai đường đều bày xuống phòng ngừa đạo tặc chạy trốn kết giới. Hơn nữa còn không có động thủ, đạo tặc môn đã bị thương không nhẹ. Sớm biết, nên nghe cái kia Giang Thần, một tên đạo tặc bất đắc dĩ nói. Đồ thiên đạo căm tức quá khứ, nhưng rất nhanh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ, biết lời này không giả. Trong cửa đá không có bảo vật, nguy cơ tứ phía, bọn họ cửa tử nhất sinh mới trốn ra được. Kết quả là nhìn thấy cả tòa đảo bị vây quanh, hơn nữa là cường đại như vậy đội hình. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, cái kế hoạch này thực sự là diệu A, thần cơ công tử quả nhiên trí mưu vô song. Cũng bởi như thế, không chung nhóm người này không có vội vã động thủ, trái lại trêu chọc lên thánh võ viện tán dương cái kia thần cơ công tử hải thần bảo khố chính là hắn bày xuống kế sách ca ca ta trí tuệ đương nhiên không phải các ngươi có thể tưởng tượng đến cái kia trang phục lộ liễu thanh niên phi thường hung hăng không đem thánh võ viện để ở trong mắt thánh võ viện người đều không biểu thị cái gì làm bộ không nghe thấy thanh niên thân thể chậm rãi hạ xuống quanh người hắn một vòng nhân mã trên gấp gáp theo đồng thời điều này làm cho thanh niên rất bất mãn ngừng lại hai tay ôm ở trước ngực. Liên, cuối cùng chỉ để lại hai cái mạnh nhất nhân hộ ở hai bên người hắn. Thanh niên lúc này mới thả xuống hai tay, lạnh rên một tiếng. Ca ca ta lần này để cho ta tới xử lý việc này, chính là để ta đem ngươi mang về, làm ta người thứ nhất tiểu thiếp. Thanh niên là ở đối với Phạm Thiên Âm nói, nói, nghe Thánh Võ Viện Nhân nói, vẻ đẹp của ngươi là chân võ giới số một, ta rất muốn gặp gỡ. Đối với này, Phạm Thiên Âm không có bất kỳ đáp lại, trên người nàng cũng có thương tích, nhưng là bình tĩnh nhất. Đây chính là phúc phận của ngươi, bổn công tử lần này đến, chính là muốn đem cửu thiên, thiên hà, chân vô tam giới đệ nhất mỹ nhân hết thảy cưới trở về." Thanh niên lại nói. Đối với như vậy lời nói hùng hồn, thánh võ viện mặt người sắc đều rất kỳ quái. "Công tử, người muốn chính là nàng, buông tha chúng ta làm sao chúng ta giúp ngươi đưa nàng bắt?" Đồ Thiên Đạo đột nhiên nói, "Bọn họ ngay ở Phạm Thiên Âm bên người." nói chuyện chính là muốn động thủ. Phạm Thiên Âm, chúng ta là bởi vì hải thần bảo khố mới tùy tùng của ngươi, kết quả đây là công dã tràng, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Đồ thiên đạo lạnh lùng nói, cứ đến đi, lẽ nào ta còn hy vọng hải tặc sẽ có trung tâm à, Phạm Thiên Âm châm chọc nói. Bất quá đối với đồ thiên đạo tham gia, thanh niên rất bất mãn. Đánh gãy lời ta nói, còn muốn mạo phạm mỹ nhân, chết không hết tội. Lời này hạ xuống sau, bên cạnh hắn một tên tuổi già sức yếu ma ma chống gậy. Gậy ở trên hư không gõ gõ, ở phần đuôi liền xuất hiện mấy cột lưu quang, bay về phía đổ thiên đạo mấy người. Đáng thương những này đạo tặc còn không đụng tới Phạm Thiên Âm, liền bị lưu quang xuyên phá lồng ngực, tất cả đều mất mạng. Một đời đạo tặc, bị người như đối xử chó hoang giống như giết chết. Thế nhưng ở thế giới này, không ai cảm thấy hiểu ý ngoại. Mỹ nhân, chúng ta tiếp tục đi, nghe nói sốc lên khăn che mặt của ngươi, nhìn thấy gò má của ngươi ngươi liền thuộc về ai đi thanh niên lạc ở trên đảo cái kia xong không nhiễm một hạt bụi ủng cách đến mặt đất có mấy cm khoảng cách bên cạnh hắn hai tên tùy tùng đều là thiên tôn đỉnh cao đang dùng ánh mắt cảnh cáo ra hiệu phạm thiên âm không nên lộn xộn đã có người xem qua ta mặt ta đã là hắn người đối mặt thanh niên phạm thiên âm lần thứ nhất mở miệng nói chuyện thanh niên dừng bước lại mặt không hề cảm xúc nhìn qua âm u khủng bố, cũng không ai biết hắn tiếp đó sẽ làm gì. chương 630, mạnh mẽ đột phá, chẳng ai nghĩ tới chính là, thanh niên lộ ra 10 phân nụ cười sán lạn. Hắn hít sâu một hơi, say sưa nhắm mắt lại, nói, không sao, ta có thể nghe ra ngươi còn bị nam nhân khác chạm qua, còn cái kia xem qua ngươi người, giết chết liền đúng. Cuối cùng bốn chữ nói hời hợt, đối với một cái không thù không oán tính mạng người như vậy coi thường, cũng không biết là lai lịch ra sao phạm thiên âm chẳng muốn đáp lại nàng không nhận vì là tính mạng của chính mình ở thanh niên trên tay chính đang quan sát bên cạnh hắn tùy tùng nghĩ có thể hay không bắt thanh niên thành vì chính mình bùa hộ mệnh bất quá bảo vệ thanh niên nhân như là thấy rõ đến ý đồ của nàng ánh mắt sắc bén đang cảnh cáo nàng không muốn làm chuyện điên rồ lão ma ma bản lĩnh phạm thiên âm đã gặp gậy bên trong cực đúng vì là lợi hại ám khí có thể tùy ý thu gạt linh tôn tính mạng một người khác là vị chu nho kỳ xấu cực kỳ cắm quái dị bím tóc, miệng nhanh cùng mũi tụ lại cùng nhau. Bất quá Phạm Thiên Âm không dám khinh thị người này, cái kia thân thể nho nhỏ bên trong có sức mạnh đáng sợ. May mắn chính là, thanh niên cấp thiết muốn biết tấm kia khăn che mặt hạ mặt dung mạo ra sao, lên trước đi ra. Điều này làm cho Phạm Thiên Âm nắm lấy một cơ hội, cầm trong tay đoạn kiếm, mũi kiếm chỉ về thanh niên ngực. Công tử cẩn thận, hai tên tùy tùng không ngờ tới Phạm Thiên Âm kiếm sẽ như vậy nhanh, có chút hoang mang không nghĩ tới chính là, giữa đường bên trong phạm thiên âm tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt đi tới thanh niên trước người. Linh tôn tu vi thanh niên không cách nào chống đỡ thiên tôn hậu kỳ kiếm, có thể trên mặt của hắn, mang theo tràn đầy tự tin nụ cười. Ngược hắn mang theo dây chuyền ở quanh thân bầy xuống trong suốt phòng bảo vệ, gió thổi không lọt, hãy cùng vỏ trứng gà như thế. Phạm thiên âm mũi kiếm đánh ở phía trên, nhân bị phản chấn đi ra ngoài. Đồng thời, lão ma ma cùng chu nho đồng loạt ra tay không cho phép thương nàng thanh niên phân phó nói kết quả là hai cái tùy tùng không thể không thu lực phạm thiên âm nhân ở mất đi sự khống chế ngắn ngủi chốc lát kiếm thế không có dừng lại trái lại đem tùy tùng bước lui hảo kiếm pháp nguyên lai chân võ giới cũng có thiên tài như vậy vẫn là một cô gái càng là hiếm thấy vừa vặn cho công tử làm tiểu thiếp cùng thanh niên đồng thời nhân nhìn thấy phạm thiên âm thân thủ đều có gan bị kinh diễm đến cảm giác công tử thật không thể gây tổn thương cho à lão ma ma vì cứu danh dự, lớn tiếng hỏi một câu. Vừa nãy người coi như là muốn thương tổn, cũng nắm chiêu kiếm đó không có cách nào. Thanh niên cười đưa nàng đâm thủng Lão ma ma thẹn quá thành giận, đem hỏa khí rơi tại phạm thiên âm trên người, rơi lên cao gậy lao ra. Các người cũng đều hạ xuống, bắt được nàng. Thanh niên hướng lên phía trên vẫy vẫy tay. Nhất thời, 10 tên thiên tôn rơi tiểu đảo, gia nhập vào chiến cuộc. Phạm Thiên Âm một bộ đồ đen, như ám dạ chi linh, đoạn kiếm sắp tới không thấy rõ biến hóa, phối hợp với huyền diệu thân pháp, đối mặt 12 tên thiên tôn, càng là thành thạo điêu luyện. Mặc dù nói những này thiên tôn đều hết sức không nặng tay, có thể từ võ học tới nói, 12 người võ học gộp lại đều không Phạm Thiên Âm cao. Đáng tiếc, đáng tiếc a, à, thánh võ viện nhân không từ lắc đầu, Phạm Thiên Âm từng là bọn họ người. Nếu như không phải phát sinh chuyện như vậy, chắc chắn cực kỳ huy hoàng thiên tài đoàn hàng ngũ ở trước mặt nàng đều muốn ảm đạm phai mờ. Thực sự là một đám rác rưởi, hành hành hành, cho phép các ngươi làm được vết thương nhẹ. Thanh niên bất mãn nói, một câu nói, cho Phạm Thiên Âm mang đến áp lực là vô số lần. 12 tên thiên tôn công kích từ từ bắt đầu ác liệt. Dù cho võ học không đủ, có thể sức mạnh trồng chất, nói là bị thương nhẹ cũng không quá đáng. Nhưng mà Phạm Thiên Âm không có vì vậy chịu ảnh hưởng. Người kiếm càng lúc càng nhanh, không sợ 12 thiên tôn công kích, trái lại từng cái đánh tan. Không có xinh đẹp kiếm, phạm thiên âm kiếm lại như là không có cảnh giới lực lượng như thế, nội liếm với kiếm bên trong. Chỉ cần có thể nắm lấy, có thể cứu lại đến là được. Thanh niên kiên trì dùng hết, nụ cười cũng đều biến mất. Đã như thế, 12 thiên tôn bận tâm lại nhỏ không ít, bắt đầu triển khai am hiểu võ học. Không tới 2, 3 giây, phạm thiên âm bắt đầu bị thương, càng ngày càng bị động bó tay chịu trói đi, ngươi lại có thể dẫy dụa tới khi nào. Lão ma ma hướng về nàng nói rằng, bất quá là đòi công tử niềm vui, bằng không ngươi cho là mình còn có mệnh không được. Cứ việc phóng ngựa lại đây, Phạm Thiên âm ánh mắt kiên định, sẽ không dễ dàng dao động. Hừ, lão ma ma trên mặt thiện ý biến mất không còn tâm hơi, trong mắt tất cả đều là ác độc. Nàng gậy điểm trên mặt đất, lúc trước đoạt mệnh lưu quang xuất hiện lần nữa. Lý bà bà, người dùng lưu quang châm, không sợ có chuyện à bên người có nhân hỏi. Ta tự có chừng mực, lão ma ma là thế tất yếu cho Phạm Thiên Âm nếm mùi đau khổ, lưu quang bay về phía Phạm Thiên Âm. Lên keng Ken, Phạm Thiên Âm kiếm không chỉ có nhanh, còn rất ổn, đem lưu quang tận mấy đánh bay. Nhưng mà những người khác thế tiến công nàng đằng không ra tay, gặp phải một cái đòn nghiêm trọng, mất đi sức chống cự. Được rồi, kết thúc, lão ma ma thu hồi lưu quang, mang theo đi lên trước, phải đem Phạm Thiên Âm bắt vậy thì kết thúc rồi à. Phạm Thiên Âm ngẩng đầu lên, cặp mắt kia nói cho 12 thiên tôn, nàng vẫn không có khuất phục. Người còn như vậy tiếp tục đánh, bị nhiều thiệt thòi, nói không chắc sẽ chết. Chu Nho lạnh lùng nói. Phạm Thiên Âm không nói, cắn răng, một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng tản mắt ra. Trên mặt đất hình thành cuộn sóng giống như khí lưu, liên tiếp không ngừng. 12 thiên tôn rất cẩn thận lui về phía sau mở, không hiểu xảy ra chuyện gì. Ở phát hiện khí lưu không có dừng lại, trái lại khuếch tán đến trên mặt biển thời điểm, thiên tôn môn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nàng ở mạnh mẽ đột phá đại tôn giả, lão ma ma hét lên một tiếng, không dám tin tưởng nói rằng nữ nhân này là điên rồi sao. Mạnh mẽ đột phá đại tôn giả, sau khi thất bại nhưng là sẽ tan xương nát thịt A. À. Tuy nhiên sẽ thu được khoảng một phút sức mạnh to lớn. Ý thức được điểm ấy, 12 thiên tôn nhìn về phía thanh niên. Công tử, người tình nguyện chết cũng không chịu đi vào khuôn phép, làm sao bây giờ lão ma ma hỏi. Vậy hãy để cho nàng chết, thanh niên cảm giác được nguy hiểm sau, từ bỏ trong lòng dự định, có thể không muốn bởi vì một người phụ nữ có chuyện. Hắn bay trở về đến không trung, cách rất xa quan sát. Cho dù chết, cũng phải bắt các người chịu tội thay. Phạm Thiên Âm ngẩng đầu lên, không chung tất cả mọi người tất cả giật mình. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới một đôi đẹp như thế con mắt sẽ có như vậy sát cơ mãnh liệt. Ngông cuồng, lão ma ma nhất không cho phép nàng, cái thứ nhất hạ tử thủ, gậy bên trong lưu quang không ngừng bay ra, có tới hơn 20 cái. Những người khác cũng bắt đầu ra sức, muốn cướp giật đầu công. Phạm Thiên Âm lúc này nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng cũng bị nguồn sức mạnh này chi phối, không cách nào hoàn thành nguyện vọng giết sạch những người này. Mắt thấy tỏa ra ánh sáng lung linh, đủ mọi màu sắc pháp bảo muốn nện ở trên đầu mình thời gian, Phạm Thiên Âm không cam lòng nhắm mắt lại. Nhưng mà một kiện pháp bảo màu xanh gây nên mọi người chú ý, không chỉ có thể lượng cuồn cuộn, vượt xa cái khác linh khí. Rơi Phạm Thiên Âm trên đỉnh đầu, lớn lên mấy chục lần, là một cái ngược lại thanh đồng đỉnh, đem Phạm Thiên Âm chụp ở bên trong. 12 thiên tôn bảo vật đánh ở trên đỉnh, không chỉ có tay trắng trở về, còn có trực tiếp xuất hiện tổn hại. chương 631, Nộ Lôi, đây là người nào pháp khí? 12 thiên tôn còn tưởng rằng là phía bên mình nhân đồ vật, đặc biệt là pháp khí xuất hiện tổn hại mấy vị kia tâm thương yêu không dứt muốn tìm người tính sổ ngược lại lớn đỉnh cơ hồ chiếm cứ tiểu đảo một phần ba tích đem phạm thiên âm che chở ở bên trong quá khứ một lúc những người này mới ý thức tới thanh đồng đỉnh là bảo vệ phạm thiên âm tương thông điểm ấy bọn họ nhìn chung quanh muốn nhìn một chút người xuất thủ là ai có thể toàn bộ tiểu đảo trừ bọn họ ra căn bản không có người khác nhân ở trong đỉnh một đám ngu xuẩn thanh niên mắng mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ chiếc đỉnh lớn kia chứa đựng hai người thừa sức công tử người yên tâm đi phạm thiên âm mạnh mẽ đột phá đại tôn giả không có bất kỳ chuẩn bị gì địa phương cũng tuyển không được không có dồi dào năng lượng lão ma ma nói rằng đừng nói phạm thiên âm muốn chết liền ngay cả người cứu nàng cũng phải tao ương đáng tiếc đáng tiếc thanh niên nghe nói lời này lắc lắc đầu có chút hối hận không đi xin mời đại tôn giả đồng thời đến cho tới bỏ qua một vị mỹ nhân hình dáng thanh đồng đỉnh bên trong giang thần bay lên một quả cầu lửa chiếu sáng không có sao chứ nhìn trên người bị thương nằm ở đột phá trạng thái phạm thiên âm giang thần mười phân tâm đau đột phá đại tôn giả thiên thời địa lợi ta đều không an bài xong lập tức sẽ thất bại người mang theo linh khí mau mau rời đi phạm thiên âm nói rằng không được cho ta tỉnh lại điểm thiên thời địa lợi ta đến giúp ngươi giang thần trầm giọng nói đi lên phía trước, lấy ra bình ngọc, thả ra lượng lớn huyền huyễn hai khí. Huyền hoàng hai khí, diễn sinh thiên địa linh khí, có nó ở, thiên thời địa lợi tính là gì? Giang thần để huyền hoàng hai khí tràn ngập toàn bộ thanh đồng đỉnh sau, không thể nghi ngờ nói, người hiện tại cho ta cố gắng đột phá. Huyền hoàng hai khí, Phạm Thiên Âm nói thầm một tiếng, một lần nữa giấy lên hy vọng, khống chế thân thể biến hóa, nỗ lực ngồi thẳng. Ở bắt đầu trước, nàng liếc mắt nhìn giang thần, đem khăn che mặt cởi. Nếu như ta thất bại chết đi, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta mặt. Phạm Thiên Âm nói xong, bắt đầu đột phá. Một khi thành công, nàng sẽ trở thành hạ tam giới trẻ trung nhất đại tôn giả. Không, thậm chí là bên trong tam giới người, đều hít khói. Được người gọi là thiên tài giang thần, nhìn về phía tấm kia cũng là lớn chính mình hai ba tuổi khuôn mặt, không thể không phục. Hắn đột nhiên hiếu kỳ lên Phạm Thiên Âm đến cùng là làm sao làm được tất cả những thứ này. Từ quan sát kỹ, hắn phát hiện Phạm Thiên Âm hấp thu huyền hoàng hai khí tốc độ không chậm hơn hắn. Thần mạch, Giang thần chỉ có thể tìm tới lời giải thích này. Thần mạch thêm vào huyền hoàng hai khí, thiên thời địa lợi không phải tốt nhất, cũng không có ảnh hưởng gì. Ở bên ngoài, thanh niên dẫn dắt đội ngũ còn không rời đi, chờ trong đỉnh sẽ là kết quả gì. Bỗng nhiên có nhân chú ý tới đỉnh đầu bọn họ trên chính phát sinh dị biến, hết thảy vân đều bao phủ mảnh này bầu trời, hình thành tầng mây nương theo ầm 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 lôi thanh, mảnh này vân biến thành mây đen. Kiếp lôi, nàng muốn đột phá thành công, lão ma ma ý thức được điểm ấy, suýt chút nữa không tức chết, nàng chỉ nửa bước bước vào quan tài, đời này không thể đạt đến đại tôn giả. Bây giờ nhìn đến như thế một cái cô nương trẻ tuổi trước tiên nàng một bước trở thành đại tôn giả. Phàm là là người bình thường đều sẽ không thể nào tiếp thu được, huống chi lão ma ma còn như vậy cửu thị phạm thiên âm. Nếu để cho nàng trở thành đại tôn giả, Chúng ta những người này chắc chắn phải chết A. À. Công tử, người đi trước đi, hôm nay không có thể giải quyết vấn đề này, các người ai cũng đừng muốn trở về. Thanh niên rất yêu quý tính mạng mình, trước khi đi khí thế hùng hổ hướng về 12 thiên tôn truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc. Thánh võ viện hơn 20 tên thiên tôn thấy cảnh này, hai mặt nhìn nhau. Đây mới gọi là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên A, phần lớn người muốn một mực cung kính thiên tôn, dĩ nhiên giống con chó như thế nghe hắn sai khiến. Khánh Võ viện nhân cũng có xuất từ thế lực lớn, có thể cùng thanh niên so ra, vậy thì thật là như gặp sư phụ. Còn đứng ngây ra đó làm gì, phá hoại đỉnh kia. Lão ma ma bắt chuyện một tiếng, hơn 40 tên thiên tôn giảm xuống đến cùng thanh đồng đỉnh tương đồng độ cao, bắt đầu điên cuồng công kích. Nhưng mà thanh đồng đỉnh không bị bất luận ảnh hưởng gì, duy nhất không giống chính là mỗi người công kích tạo thành tiếng vang không giống nhau. Có thể chịu đựng thiên tôn đánh túi bụi lẽ nào đây là đạo khí à thánh võ viện phùng bất giác oán giận nói. Bất kỳ vật cứng rắn nào đều có cực hạn chịu đựng, đang công kích thời điểm xuất hiện không giống trình độ hư hao. Có thể thanh đồng đỉnh vi phạm điểm ấy, bọn họ pháp khí đánh ở phía trên, liền cái dấu đều không có để lại. Mau lui ra, có nhân đột nhiên quát to một tiếng, hóa ra là đỉnh đầu thiên lôi đã hạ xuống. Dường như thác nước màu bạc, trong khoảnh khắc oanh thanh đồng đỉnh. Thanh đồng đỉnh vẫn không có bị phá, mà là để sấm xét xuyên thấu vào. Nhất thời, thanh đồng đỉnh bên trong biến thành sấm xét thế giới. Phạm Thiên âm lông mày giật giật, nghĩ đến Giang Thần, nàng đột phá đại tôn giả bay xuống Thiên Lôi, không phải võ tôn có thể chịu đựng được. Không sao, ta có thể hạ. Đối với ta mà nói vẫn là cơ hội tốt. Giang Thần ra gia hiệu nàng không muốn lo lắng, chủ động đem bàn tay hướng về Thiên Lôi. Từ khi rời đi cửu thiên giới thánh viện sau trong cơ thể hắn lôi hạch vẫn không hề tăng lên quá thiên lôi vượt xa trong cơ thể hắn lôi hạch cường độ lại không giống như là thần lôi như vậy khủng bố bất quá nói đến dễ dàng trên thực tế quá trình này nguy hiểm vạn phần lôi điện chi lực chia làm sấm đánh nộ lôi sấm xét thiên lôi thần lôi giang thần trong cơ thể lôi hạch cường độ chỉ là sấm đánh chịu đựng thiên lôi không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy nếu không có long phượng thần thân thể Giang thần có thể sẽ chết ở chỗ này. Ta tên người chuyên tâm cho ta đột phá. Giang thần hét lớn một tiếng, hóa ra là phạm thiên âm không yên lòng giang thần, tâm thần phân tán, khí tức bắt đầu hỗn loạn. Bị hắn này hống một tiếng, phạm thiên âm mau mau thu nạp tâm thần, chuyên tâm đột phá. Nàng lưu ý giang thần, nhưng cũng không phải do dự thiếu quyết đoán người, nếu không thì cũng sẽ không trở thành hôm nay trộm thủ. Hai người phân biệt ở trong đỉnh, tiếp thu này lôi điện chi lực gột rửa. Ở bên ngoài, dùng tất cả biện pháp mọi người vẫn là đột phá không được thanh đồng đỉnh phòng ngự. Ngăn cản không được, ngăn cản không được, một cái linh tôn lập tức liền muốn xuất hiện. Vội vàng như thế đột phá, nàng vì sao lại thành công? Không trung kiếp phân quá khứ kịch liệt nhất thời điểm, bắt đầu dần dần bằng phẳng. Chờ đến hoàn toàn tản đi thời gian, sẽ xuất hiện một tên đại tôn giả. Lão ma ma không thể nào tiếp thu được, nhưng cũng không thể không rời đi. Không phải vậy đợi đến Phạm Thiên Âm đi ra, bọn họ hết thảy đều phải chết. Thanh Đồng đỉnh không ngừng chịu đựng lôi điện chi lực, trong đỉnh sấm sét càng là đem hai người thân thể nuốt mất. Giang Thần chịu đựng trụ thiên lôi uy lực, đem hấp thu, cũng chuyện đương nhiên đạt đến nộ lôi. Lôi lực yếu bớt, đồng thời, Giang Thần ý thức được điểm ấy sau, mừng rỡ không thôi. Hướng Phạm Thiên Âm nhìn sang, phát hiện ở sấm sét thối lui sau, Phạm Thiên Âm nhân tự động bay lên. Đại Tôn giả Phạm Thiên Âm tóc đen lay động, khuôn mặt thần thánh trang nghiêm, lúc trước sấm sét hóa thành thần quang bao phủ ở toàn thân, nhìn qua thần thánh không thể xâm phạm. Bất quá Giang Thần rất nhanh phát hiện vấn đề, Phạm Thiên Âm quần áo đã sớm không gặp, ở thần quang sau khi biến mất, khiến cho hắn nhìn sững sờ. Chương 632, thần thuật, trên hòn đảo nhỏ, giống như núi thanh đồng đỉnh ở biến trở về độ lớn ban đầu thời điểm, Giang Thần cùng Phạm Thiên Âm bay đến không trung lúc này phạm thiên âm không có lại mang khăn che mặt cái kia thân thuận tiện chiến đấu hắc y đổi thành quần dài màu lam phái kiểu dáng đơn giản thậm chí có thể nói là đơn điệu có thể ở phạm thiên âm trên người trở thành cõi đời này ưa nhìn nhất phái mọi người căn bản sẽ không đem vị này hoa sen mới nở đại mỹ nhân cùng trộm thủ liên lạc với đồng thời phạm thiên âm nhớ tới vừa nãy ở trong đỉnh phát hiện mình không mặc quần áo lúng túng trên mặt mang theo hoa đào không dám nhìn tới giang thần đều chạy sạch ha à. Đúng là giang thần mở miệng trước, đánh vỡ trầm mặc, nói, bọn họ như vậy hương sư động chúng, đến cùng là tại sao? Giang thần chỉ biết là đây là thánh võ viện âm mưu, cụ thể động cơ còn không rõ ràng lắm. Là như vậy, Phạm Thiên âm nói xong thanh niên kế hoạch sau, giang thần toát ra ý vị sâu xa nụ cười, trong lòng nhớ kỹ vị kia thần cơ công tử, cũng chính là thanh niên ca ca. Ngươi là cố ý trở lại cứu ta à? So với đã bỏ chạy người, Phạm Thiên âm càng quan tâm cái này trở thành đại tôn giả nàng, vẫn như cũ còn e thẹn. Nàng không có đeo khăn che mặt, da thịt nhẵn nhụi trắng nón, vô cùng mịn màng, trên mặt hiện lên đỏ ửng khiến người rất động lòng. Đúng thế, Giang thần gật gật đầu, lại nói chúc mừng ngươi trở thành đại tôn giả. Tất cả đều là công lao của ngươi, cần gì phải như vậy khách khí. Nghe hắn lời lẽ khách khí, Phạm Thiên Âm mặt lộ vẻ vẻ u oán. Lúc này, Giang thần trên tay thanh đồng đỉnh kịch liệt lay động, tiếp theo lập tức tổn hại, trở thành hai mảnh vụn. Năng lượng tiêu hao hết, Giang thần bất đắc dĩ nói, hắn còn định dùng rất lâu thanh đồng đỉnh, ở chịu đựng hơn 40 tên thiên tôn luân phiên oanh kích cùng thiên lôi sau, lập tức năng lượng tiêu hao hết. Đây là người bảo mệnh pháp bảo ta hiện tại là đại tôn giả, có thể bồi thường ngươi. Phạm Thiên Âm cũng khách khí nói, chỉ là ngữ khí rất không cam tâm. Giang thần thu cẩn thận hai mảnh vụn, khẽ cười nói, không bằng đưa ngươi bồi cho ta đi. Vừa nghe thấy lời ấy, Phạm Thiên Âm hảo hồi lâu mới phản ứng được. Ngươi nói thật sự, cứ việc trong lòng vui mừng không ngớt, có thể ở bề ngoài, Phạm Thiên Âm rất sụt rè, dùng không quá chắc chắn giọng nói. Không có, giả, dạ, Giang Thần nói rằng, ngươi lặp lại lần nữa. Vèo một tiếng, một cây đoạn kiếm gác ở trên cổ hắn, Phạm Thiên Âm nghiêm mặt, chừng mắt hắn không tha. Không không không, là thật sự, là thật sự, Giang Thần vội hỏi, lúc này mới giống lời, người hiện tại Pháp bảo không còn, ta lại là đại tôn giả, còn dám cùng ta tên hưu phạm thiên âm cười đắc ý, đem đoản kiếm thu hồi. Bất quá, trong lòng ta sớm đã có nhân, đồng thời không thể từ bỏ nàng, hy vọng người nghĩ rõ ràng. Giang thần nói xong, lại không quên bổ sung một câu, nói, mặt khác, người cũng không thể chạy đi giết nàng. Đường thi nhã à phạm thiên âm nhíu nhíu mày, hỏi. Đương nhiên không đúng, đương nhiên người cùng nàng làm sao phạm thiên âm nghe ra hắn trong giọng nói không đúng, giang thần không hề trả lời trái lại hỏi ngươi không phải sớm nhìn ra rồi à ngươi đều biết phạm thiên âm càng thêm bất ngờ nàng còn tưởng rằng giang thần là bị đường thi nhã cho mê hoặc si tình nam sinh đang nghe xong giang thần nói tới phạm thiên âm nói rằng hai người các ngươi thực sự là thật đáng sợ lợi dụng lẫn nhau hỗ thắng cùng có lợi nói lời này thời gian giang thần nhíu nhíu mày làm sao chỉ là nàng mấy lời để ta không quá thoải mái Giang thần nghĩ đến đường thi nhã đã nói tuyển chính mình làm là thứ nhất kiếp nguyên nhân, bất kỳ nam nhân đều không biết thoải mái. Từng cái từng cái xem thường ta là cửu thiên giới người, vậy ta liền đạp ở đỉnh đầu của các ngươi, xem các ngươi có lời gì nói. Tam giới thi đấu còn chưa bắt đầu, được tơ tình đường thi nhã nên dự định ở cái kia thiên đại triển thân thủ. Ừ, ở Giang thần nghĩ những ngày thời điểm, đột nhiên nghe thấy được một mùi thơm. Bởi đường thi nhã thường thường đem tơ tình nương theo nước hoa bên trong, Giang thần suýt chút nữa lùi lại phía sau. Bất quá hắn rất nhanh từng thấy đến chính là Phạm Thiên Âm, mùi thơm ngát là tự thân phát ra. Ta không ngại, Phạm Thiên Âm ôn nhu nói. Giang thần một hồi lâu mới phản ứng nàng nói chính là sư tỷ. Hắn thở vào một hơi đồng thời, lại có chút buồn bực, vấn đề là không biết sư tỷ có nguyện ý hay không. Cũng còn tốt có huyết thệ, nếu không thì, hắn không mặt mũi đi gặp sư tỷ. Bất quá một mình người võ tôn, có thể phải nhanh lên một chút trưởng thành phạm thiên âm nói rằng giang thần cười khổ lắc đầu so với đại tôn giả võ tôn xác thực còn thiếu rất nhiều nếu không ta giúp ngươi đi phạm thiên âm nói rằng giúp ta giang thần ngẩn ra tiếp theo lắc lắc đầu nói ta đạt đến võ tôn trung kỳ là thông qua thái nguyên quả hậu kỳ là đoạn tình nếu là đột phá linh tôn lại là như vậy đối với ta sau đó bất lợi dục tốc thì bất đạt giang thần nếu như trong vòng một tháng từ võ tôn nhảy đến linh tôn cái kia so với hắn ở tiểu thế giới leo lên thăng long bảng đầu bảng còn muốn kinh thế hãi tục ta có thể không nói là phương diện kia đến giúp ngươi ngươi đều đang suy nghĩ gì a à? phạm thiên âm xì cười một tiếng ánh mắt quái lạ ngươi không phải nói cái này à giang thần san cười một tiếng phạm thiên âm lắc lắc đầu trong tay xuất hiện một quyển cũ kỹ sách vở hướng về hắn ném quá khứ giang thần biến sắc mặt dựa theo sách này cũ kỹ trình độ có thể nói là sách cổ hắn lại nhìn tên sách càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể làm cho hắn như vậy sách, tất nhiên không phải đơn giản phàm vật. Tên sách là Cửu Tiêu Thần Lôi Quyết, là một bộ công pháp tu luyện. Theo lý mà nói, những này là đối với Giang Thần vô dụng nhất. Có thể này bản không giống nhau, ở Lăng Vân Điện bên trong, có thiên hạ tàng thư, đếm không xuể. Làm sao mọi việc không có thập toàn thập mỹ, ở Lăng Vân Điện, có một cái chỗ chống sách bảng. Mặt trên đều là phi thường có tiếng, nhưng còn không từng chiếm được thư tịch bảo điển. Này bản cửu tiêu thần lôi quyết, là ở chỗ chống bảng xếp hạng thứ 10. Sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì bản công pháp này chỉ có có thần mạch người mới có thể tu luyện. Nói cách khác, cửu tiêu thần lôi quyết là thần thuật. Hơn nữa thần thuật không phải thông dụng, chỉ có đặc biệt thần mạch mới có thể tu luyện đối ứng thần thuật. Bởi vì mỗi người thần mạch số lượng không giống, mỗi loại thần thuật đều là một loại thần mạch nhân sáng tạo ra đến đây là ta đang tìm kiếm thần thuật thời điểm được, đáng tiếc không giống ta thần mạch, nhưng ta biết ngươi là cửu tiêu thần mạch, vừa vặn dùng đến trên, ngươi nói này có phải là thiên ý phạm thiên âm khẽ mỉm cười, vạn vật ở nụ cười này hạ mất đi sắc thái. Giang thần không có khách khí, đem này nhận lấy, mặt khác, nếu như ngươi thật muốn như vậy trở thành linh tôn, cũng không phải là không thể. Giống chúng ta nắm giữ thần mạch, tu hành tốc độ vốn là ưu thế, sẽ không xuất hiện di chứng về sau. Tiếp đó, Phạm Thiên Âm thon dài năm ngón tay đặt ở Giang Thần trên bả vai, ghé vào lỗ tai hắn hơi thở. Ở Giang Thần muốn nói ra đáp án thời điểm, nàng lại nhanh chóng chạy đi, nói, bất quá mà, ngươi vừa nãy đều như vậy nói rồi, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Điều này làm cho động lòng Giang Thần hận không thể đập đầu chết ở đậu hũ trên. Bất quá đang nhìn đến Phạm Thiên Âm trong mắt giảo hoạt ý cười thời gian, liền biết nàng là cố ý. Bất đắc dĩ đồng thời, hắn đột nhiên phát hiện không biết nên hình dung như thế nào Phạm Thiên Âm. Chỉ biết là tương lai tháng ngày sẽ không vô vị. chương 633, nhìn một thứ. Một tòa không người trên hòn đảo, Giang Thần đang ở chỗ cao nhất, nào đó ngọn núi trên đỉnh núi. Hắn khép hờ hai mắt, một mặt chăm chú, hai tay khoanh với thần hải vị trí. Vận công thời gian, như là có một chiếc đăng từ thần hải thắp sáng, chiếu sáng cả thân thể. Chỉ là ánh chấp, hồ quang bắt đầu ở quang bên trong không có quy luật chút nào nhảy lên. Đỉnh đầu trên bầu trời, phong vân dũng động, rất mau ra hiện một mảnh lôi vân. Cùng Phạm Thiên Âm đột phá thời điểm kiếp vân so ra, này đóa lôi vân như là tiểu hài tử. Có thể đồng dạng không thể coi thường, một đạo dương nhanh múa vuốt sấm sét hạ xuống thời gian, cách đó không xa Phạm Thiên Âm không khỏi cảm thấy lo lắng. Cũng còn tốt, sấm sét đánh vào giang thần trên người, không có phát sinh ảnh hưởng lôi vân phảng phất là ở cho giang thần nạp điện mang vào lực sát thương chưa từng xuất hiện nhìn kỹ phạm thiên âm phát hiện là giang thần thân thể hoàn toàn có thể chịu đựng được này cỗ sấm sét thần mạch phối hợp với thần thân thể thực sự là tuyệt phạm thiên âm cao hứng nói tu luyện thần thuật đều có nguy hiểm nói thí dụ như giang thần đối mặt lôi vân nhưng mà ở long phượng thần thể diện trước này đều là vấn đề nhỏ thậm chí để phạm thiên âm đều có chút đố kỵ mấy phút sau lôi vân năng lượng bị tiêu hao hết bắt đầu tiêu tan giang thần giơ cánh tay lên đem quanh thân lôi điện chi lực cho ép về trong cơ thể khi hắn mở mắt ra thời điểm phảng phất có thể phát sinh điện đến thần thuật chính là không bình thường giang thần muốn muốn tăng lên trong cơ thể lôi hạch nhất định phải tìm kiếm có lôi điện chi lực địa phương trước tiên không nói nơi như thế này không có nhiều dễ tìm trọng yếu chính là nguy hiểm có thể có cửu tiêu thần lôi quyết hắn có thể thông qua thần thuật ngừng tụ thiên lôi tu luyện tự thân ngoài ra cử tiêu thần lôi quyết còn đem triệt phát huy ra thần mạch hiệu quả trước đây hắn đều là thông quá thần mạch hấp thu các loại năng lượng hôm nay hắn đem bày ra thần mạch uy lực công kích chỉ cần vận chuyển công pháp thần trong biển sức mạnh hết thảy sẽ bị lôi hạch xúc động đang sử dụng lôi đình thần giáp loại này hộ thể cái lồng khí thời gian cơ hồ hình thành hoàn mỹ phòng ngự có thần thuật sức chiến đấu của hắn tăng lên mấy lần Giang thần đi tới Phạm Thiên Âm trước mặt, muốn chia sẻ vui sướng, lại phát hiện nàng trên gương mặt đó đều là yêu sầu. Có chuyện gì Giang thần hỏi, ta đến rời đi, Phạm Thiên Âm thương cảm nói. Đi đâu, Giang thần phát hiện mình không phải rất bất ngờ, thật giống đã sớm dự liệu được. Bởi vì Phạm Thiên Âm ở chân võ giới không có đất sung thân, trở thành đại tôn giả nàng, cũng không thể tiếp tục làm một cái trộm thủ. Tìm kiếm thích hợp ta thần thuật, mới có cơ hội vì ta lưu vân tông báo thù. Phạm Thiên Âm nói rằng, Dĩ vãng chuyện như vậy, Giang Thần vì tiện liền có thể lấy ra công pháp đến. Làm sao thần thuật không giống, đều là do tương đồng thần mạch nhân đời đời truyền lại. Ta sẽ giúp ngươi, Giang Thần nghiêm túc nói, ta tin tưởng ngươi, Phạm Thiên Âm ở trên người hắn xác thực nhìn thấy tiềm lực. Giang Thần có thể so với nàng càng trẻ trung trở thành đại tôn giả. Có thể hay không hoãn mấy ngày đi, Tam giới thi đấu còn chưa bắt đầu, Giang Thần lúc này trở lại cũng không biết làm gì. Ta cũng không nghĩ, có thể thánh võ viện không biết giảng hòa, cho phép không bị quản chế đại tôn giả. Cái này cũng là phám thiên âm giấy dụ nguyên nhân, nói, người bình thường đột phá đại tôn giả, đều muốn tuyển chọn thiên thời địa lợi, thánh võ viện vào lúc này sẽ có động tác, đến đây cản trở. Cản trở giang thần còn không biết đây là ý gì, hỏi hắn có nguyện ý hay không cống hiến cho thánh võ viện, bằng không giết chết. Thánh võ viện thật sự coi chính mình là chúa tể à. Giang thần nghe xong giận dữ, trong chín tầng trời giới thời điểm, cũng có nhân nói thánh viện quản được quá rộng, mộ dung ra mới sẽ phản kháng. Có thể cùng thánh võ viện so ra, thánh viện quả thực là tràn ngập lương tâm. Bởi vì một cái đại tôn giả là không cho lơ là, quyết định hạ tam giới thế cuộc. Mười môn phái lớn, tam đại hoàng triều còn có tứ đại gia tộc, bọn họ đại tôn giả thực lực là năm cái trở xuống, thánh võ viện là 20. Chính là bởi vì số lượng ấy, thêm vào cân bằng thuật, thánh võ viện địa vị không cách nào dao động. Phi Long Hoàng Triều phản loạn, cũng là thánh võ viện trong bóng tối bày ra, bởi vì Phi Long Hoàng Triều quốc thế phát triển không ngừng, đại tôn giả số lượng sẽ tạo thành nguy hiếp. Nghịch Long Quân, chính là bọn họ trong bóng tối chống đỡ. Ở trong chiến tranh, Phi Long Hoàng Triều chết đi rất nhiều có thể trong tương lai 20 mùa màng vì là đại tôn giả thiên tài. Phạm Thiên Âm từng ở thánh võ viện cần phải quá, vì lẽ đó biết rất nhiều hắc ám tin tức. Giang thần nắm đấm nắm chặt, năm đó thánh vực. Các thế lực lớn cũng sẽ không làm này loại mổ gà lấy trứng sự tinh. Một cái đại tôn giả trải qua đau khổ cùng nỗ lực, tiêu hao hết vô số tài nguyên, mới có một ngày như thế. Thánh Võ Viện dĩ nhiên thật sự sẽ làm như vậy, thật sự có nhân đột phá đại tôn giả thời điểm chết ở Thánh Võ Viện trên tay Giang Thần không dám tin tưởng hỏi. Đúng, theo ta được biết, lần gần đây nhất là ở Thiên Ngoại chiến trường, một cái tên là Thiên Phong đạo nhân nam nhân đột phá đại tôn giả. Thiên Phong đạo nhân Giang thần cả kinh, này nhưng năm đó Nam Phong lĩnh một lòng hy vọng thiên phong đạo nhân. Người biết phạm thiên âm không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy khéo. Là phụ thân ta sư phụ, hắn chết ở thánh võ viện trên tay. Giang thần đột nhiên nghĩ đến phụ thân hắn ở thiên ngoại chiến trường đã nói là định tìm thánh võ viện tính sổ. Đúng, năm đó thánh võ viện hỏi hắn đồng ý cống hiến cho thánh võ viện, hắn do dự một hồi, nói đồng ý, có thể ở thánh võ viện muốn hắn lập xuống huyết thể thời điểm khéo léo từ chối thánh võ viện. Kết quả, mặt sau phạm thiên âm không cần nhiều lời. Bởi vì ta không có lựa chọn thiên thời địa lợi, mạnh mẽ đột phá, vì lẽ đó thánh võ viện không có nhận ra được. Phạm thiên âm thay đổi đề tài, nói có thể đợi đến bọn họ nhận được tin tức, nhất định sẽ người đến, ở ta không nắm giữ thần thuật trước, không hoàn toàn chắc chắn. Nắm giữ thần thuật liền không cần sợ à đại tôn giả cũng có một bộ hệ thống cảnh giới đi. Giang thần có chút ngạc nhiên phạm thiên âm cười lạnh một tiếng khinh thường nói thánh võ viện những tên kia sở dĩ sẽ như vậy kiêng kỵ mới đại tôn giả cũng là bởi vì bọn họ đã đến cực hạn có mấy người kỳ thực ở cất bước thời điểm liền nhất định cuối cùng thành tựu bọn họ có thể đột phá đại tôn giả tiêu hao hết đời này tiềm lực lại mất đi mạo hiểm tâm an với hiện trạng thống lĩnh hạ tam giới đều là quần lão bất tử rác rưởi giang thần nghe rõ ràng thánh võ viện bộ mặt thật cũng lý giải phạm thiên âm nhất định phải đi nhiều bồi một ngày liền nhiều một ngày nguy hiểm. Được rồi, Giang Thần Tâm có không muốn, đến lúc này mới ý thức tới đã lưu ý lên nữ nhân này. Giang Thần, ta lúc đi, muốn cho ngươi xem một thứ. Bỗng nhiên, Phạm Thiên Âm lôi kéo Giang Thần đi tới hai người lâm thời ở lại nhà đá. Có cửu tiêu thần lôi quyết, Giang Thần tràn ngập chờ mong, theo ở phía sau. Đến trong thạch thất, tia sáng trở nên hơi tối tăm. Phía trước Phạm Thiên Âm bỗng nhiên dừng lại, xoay người lại, động tác có chút cứng ngắc mở ra la mang kết. Hoàn toàn giống tuyết thân thể xuất hiện ở giang thần trước mặt. Lần này từ biệt, sinh tử bất định, ta không ngờ tương lai, không nói chuyện quá khứ, chỉ cần ngày hôm nay. Phạm Thiên Âm nói rằng, vẫn như cũ như trước đây e thẹn, nhưng muốn kiên định hơn. chương 634, Bão Táp Luyện Kiếm, ngày mai sáng sớm, giang thần ở trên giường chậm rãi xoay người. Từ khi tu hành tới nay, hắn không biết bao lâu không như vậy ngủ, khắp toàn thân không nói ra được thoải mái. Nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, giang thần trên mặt tươi cười. Hắn làm người hai đời, cảm nhận được sách bên trong nói tới tiêu hồn tư vị. Đối với này, hắn chỉ có thể nói, cổ nhân không lấn được ta. Ừ, giang thần bàn tay hướng về phạm thiên âm tối hôm qua ngủ địa phương, nhưng sờ soạn một cái không. Sợ đến hắn tỉnh táo, ngồi dậy, trong thạch thất cũng không gặp phạm thiên âm. Cuối cùng quần áo đều không mặc, lao ra nhà đá hắn bức thiết hy vọng ở sơn động ngoại có thể nhìn thấy phạm thiên âm có thể rất nhanh phát hiện cả tòa không người đảo thật sự chỉ còn dư lại một mình hắn chợt hắn ở trên vách đá phát hiện sử dụng kiếm khắc ra từng hàng ngay ngắn chữ nhỏ giang thần ta vô số lần ảo tưởng quá vạch trần ta khăn che mặt nhân sẽ là ai không nghĩ tới sẽ là ngươi nói thật vừa bắt đầu còn có chút tiểu thất vọng nhìn tới đây giang thần nhịn không được cười lên một tiếng bởi vì phạm thiên âm còn ở câu nói này phía dưới khắc lại một cái khuôn mặt tươi cười bất quá ở ngươi liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm tới cứu ta thời gian ta có không phải là bởi vì lời thề tình cảm ở ngươi nói ra đã sớm thấy rõ đường thi nhã kế hoạch thời gian ta biết đến của ngươi mặt khác nên nói như thế nào ni thông minh đến khiến người ta sùng bái ta đem mình giao phó cho ngươi không còn là bởi vì lời thề mà là bởi vì ngươi là gian thần xin tha thứ ta ta không biết nên làm gì ly biệt nguyện hai người chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Lưu chứ, họ Giang. Giang thần tay vịn tường, dùng sức hấp khí, trong lòng cảm thụ khó có thể dùng lời diễn tả được. Nhất định sẽ gặp lại, nhất định sẽ. Giang thần lau trên vách đá chữ, song quyền nắm chặt, trong mắt bốc lên vẻ quyết tâm. Không nghi ngờ chút nào, Phạm Thiên Âm là rất kiên cường, kiên cường làm hắn đau lòng. Thánh võ viện, coi như ngươi là hạ tam giới ngày, ta cũng phải phá hủy mảnh này ngay giang thần dự định trở về thần võ thành rời đi hải vực làm sao sẽ giang thần bay đến không chung thời gian đột nhiên cảm giác được tốc độ phi hành không đúng nhanh hơn quá nhanh hắn rất nhanh phát hiện nguyên nhân là bởi vì cảnh giới lại lên một tầng nữa đạt đến linh tôn một tháng còn không quá khứ đi theo cái ý niệm này giang thần khóe miệng nhấc lên nụ cười mang theo cay đắng này vốn là không cần cảm thấy bất ngờ cũng như phạm thiên âm từng nói nắm giữ thần mạch hắn không phát hiện có cái gì di chứng về sau tất cả bình thường không nói linh tôn các loại chỗ tốt lập tức thân thể hiện ra giang thần tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt như là nhìn thấy thế giới này quy luật cả người đạt đến phật môn nói tới khai khiếu chính là bởi vì như vậy linh tôn cảnh giới linh tính khiến cho ở võ học phương diện trở nên đặc biệt mẫn cảm giang thần lại trở về đến trên đảo không vội trở lại hắn muốn thừa thế xông lên mượn linh tôn đặc tính, giúp hắn đánh vỡ ràng buộc. Tỷ như hồi lâu không tăng lên quá kiếm đạo sức mạnh, còn có dự định lĩnh ngộ gió chi hàm nghĩa. Thông qua tu luyện sát na kiếm pháp thức thứ ba, đến đồng thời đem cái mục tiêu này đạt đến. Liền không người đảo bầu trời, trở thành của hắn luyện võ nơi. Vừa luyện không bao lâu, Giang thần phát hiện linh tôn chỗ tốt. Ngộ tính của hắn tương đương với tăng lên gấp đôi, vốn là thiên tư quá nhân hắn, này là phi thường khủng bố bốn sau năm ngày giang thần đã đạt đến điểm giới hạn còn kém một bước ngoặt cái này thời cơ hắn cũng đã sớm đang đợi thông qua quan sát khí tượng biến hóa giang thần dự liệu được ngày đó sẽ có chàng bão táp từ sáng sớm bắt đầu mặt biển trở nên không bình tĩnh sóng biển từng cơn sóng liên tiếp đến chính buổi trưa bầu trời mây đen nằm dày đặc ban ngày dường như đêm đen đánh đá ngầm bọt nước càng ngày càng khuếch đại sóng bạc liên tục lăn lộn đến rồi Giang thần chú ý tới phương xa đang có một cái bão táp lung lay lại đây. Cùng tưởng tượng không giống thời điểm, cái này bão táp muốn đổ sộ không ít, mang ý nghĩa càng thêm nguy hiểm. Hà tất như vậy cấp tiến, sẽ gặp nguy hiểm. Thanh ma nhảy ra nói rằng, cái này nguy hiểm không phải chỉ phong bạo bản thân, phải biết giang thần thần thân thể liền thiên lôi đều có thể chống đỡ. Bão táp chỉ thường thôi, vấn đề là muốn ở trong đó luyện kiếm, hơi hơi mất khống chế, sẽ thương tổn được chính mình lấy xích tiêu kiếm trình độ sắc bén, tương đương với là mâu, thần thân thể là thuẫn. Mâu thuẫn đụng nhau, mặc kệ ai thắng, giang thần đều không chỗ tốt. Đặc biệt là giang thần là muốn nắm giữ sát na kiếm pháp thức thứ ba cùng tăng lên kiếm đạo sức mạnh cùng với gió chi hàm nghĩa. Nhiều như vậy đồng thời, tràn ngập chú ý ngoại, bất quá thanh ma nói ra lời này thời điểm, cũng đã biết giang thần không biết nghe vào. Không sự, đúng như dự đoán, giang thần không có dừng lại, tiếp tục chiêu phong bạo mà đi tiếp cận bão tắt sau, một luồng mạnh mẽ lực kéo bao phủ tới. Giang thần không có chống cự, dựa vào nguồn sức mạnh này đi tới trong gió lốc. Hắn có thể nhìn thấy đủ loại cá cùng nước biển bị cuốn vào đến bão táp bên trong, không ngừng mà xoay tròn. Hoàn toàn tiến vào vào bão táp sau, lực kéo biến thành tê liệt lực lượng. Cũng đang lúc này, giang thần rút ra xích tiêu kiếm, theo gió đung đưa đồng thời, kiếm thế động một cái liền bùng nổ. Sát na kiếm pháp, thức thứ ba thân thể lướt ra khỏi, sắp tới mất đi hình bóng, chỉ có một vệt ánh sáng ở bão táp bên trong lập lòe. Đáng tiếc cũng không lâu lắm, quang điểm biến mất, giang thần từ bão táp trúng đạn đi ra ngoài, chật vật rơi vào trong nước. Thiếu một chút, giang thần không không tiếc núi nói. Thanh ma lo lắng không có sai, bão táp không có thương tổn được hắn, nhưng là mất khống chế kiếm, khiến cho hắn thương tích khắp người. Cũng may không thương tổn được chỗ yếu, ở thần thân thể hiệu quả hạ, cấp tốc khôi phục. Trở lại, Giang thần vỗ một cái mặt nước, nhảy lên một cái, chủ động nhằm phía bão táp. Quá trình cùng vừa nãy như thế, chỉ là ở Giang thần xuất kiếm thời gian, bão táp bầu trời đột nhiên lập lòe sấm sét Giang thần kiếm thế vừa mới bắt đầu, lại bị đánh bay ra ngoài, lần này tóc đều bị đốt cháy. Giang thần không hề từ bỏ, tiếp tục nhằm phía bão táp, lần này chuẩn bị kỹ càng cửu tiêu thần lôi quyết, để cho mình không nhìn sấm sét Lần này vẫn tính thuận lợi, Giang thần hoàn thành thức thứ ba, nhưng hiệu quả không tốt, cũng không có thiếu tỉ vết. Linh tôn ngộ tính cùng đối với kiếm pháp thiên phú, để giang thần tìm đúng vấn đề, lần thứ hai thử nghiệm. Kiếm thức triển khai ra sau, toàn bộ bão táp huy lực dâng mạnh, tăng nhanh vô số lần. Nước biển tất cả đều bị hút tới không chung, hình thành cực kỳ đồ sộ rồng hấp nước. Ô ô ô ô, bão táp cực kỳ điên cuồng, cũng không di động, chỉ ở chỗ cú cuồng chuyển. Không chung sấm sét cùng vang lên, nếu là có người ngoài có thể nhìn thấy, chắc chắn trung thân khó quên. Âm một tiếng, bão táp đạt đến cực hạn, dường như gánh nặng cơ khí tan vỡ, lượng lớn nước biển hạ xuống. Bất quá bão táp vẫn như cũ vẫn còn, chỉ là trở nên phi thường trầm chậm, chậm, bầu trời mây đen tất cả đều tản ra. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện bão táp đã bị gian thần cho trưởng khống lấy. Giang thần ở vào bão táp bên trong, tay phải về phía trước mở ra, năm ngón tay nắm chặt. Nhất thời, hết thảy bão táp tất cả đều tụ với nắm đấm bên trong. Chờ đến Giang Thần đưa tay mở ra thời điểm, vô cùng vô tận tật phong như thủy triều chung quanh khuếch tán. Gió chi hàm nghĩa, đại thành, sát na kiếm pháp thức thứ ba, hoàn mỹ luyện thành. Kiếm đạo sức mạnh, nâng cao một bước, chương 635 là Thần Võ Thành, trung tâm quảng trường. Mặc kệ ở mộ quang hải vực xảy ra chuyện gì, đều ảnh hưởng không được mọi người đối với tam giới thi đấu kỳ vọng. Hôm nay, tiến vào thử luyện nơi tuổi trẻ các tôn giả đều sẽ ra tới đến lúc đó tam giới thi đấu sẽ cử hành trong khoảng thời gian này bên trong tam giới thế lực cũng không ngừng đến trong đó lai lịch lớn tinh túc cung được thánh võ viện nhiệt tình chiêu đãi điều này cũng truyền đạt ra một tin tức nếu như có thể gia nhập những thế lực này liền không cần kiêng kỵ thánh võ viện chỉ là điểm ấy đối với chân võ giới người đến nói đều là rất hiếm có tổ chức quá giả hội trên quảng trường đang có 6 cái làm bằng gỗ cổng vòm, hai hai đối lập. Trên quảng trường người vây xem không thể so dạ hội cái kia ngày thiếu. Bọn họ đều muốn nhìn một chút tuổi trẻ tôn giả ở thời gian một tháng bên trong, đạt đến thành tựu ra sao. Hạ tam giới hàng đầu thiên tài, một hồi sẽ phải đi ra. Ở một tòa trà lâu trên, có quần nam nữ trẻ tuổi đứng ở bên cửa sổ trên. Bất kể là ăn mặc hay là bọn hắn trên người tản mát ra khí chất, rõ ràng không phải hạ tam giới người nghe nói linh tôn cũng đã là cực hạn của bọn họ một tên thanh niên tin tức linh thông chính hướng về người ở bên cạnh nói rằng mà cái kia chúc trở thành linh tôn giả đều là bình thường không có gì lạ đem lượng lớn thời gian dùng về việc tu hành không để ý võ học có như thế kém cỏi à nghe nói như thế người bên cạnh đều khó có thể tin cũng không trách bọn họ sẽ như vậy bởi vì nhóm người này cảnh giới cùng một màu đều là không tôn đến từ bên trong tam giới đến cũng có võ tôn nhưng không xứng cùng bọn họ cần phải ở một vòng, vì lẽ đó ở đây không nhìn thấy. Cái nào còn có ý gì, hại ta một chuyến tay không? Một tên dung mạo thanh tú nữ tử bất mãn nói, một đôi dài nhỏ loan lông mày nhân lại, rất là không thích. Nàng cũng nói ra không ít người tiếng lòng, bọn họ đều là bên trong tam giới các cái thế lực đệ tử, đến cùng hạ tam giới tuổi trẻ tôn giả tiến hành tỉ thí. Nếu là một chút tính khiêu chiến đều không có, bọn họ còn không bằng ở nhà tu hành dư chiết hạ tam giới thật không có có thể giao thủ nhân vật cô gái kia hỏi hướng về tin tức linh thông thanh niên dư chiết trầm ngâm một lúc nói ta biết có một cái giang thần cùng diệp trần rất tốt chỉ tiếc bọn họ vẫn là võ tôn vậy còn có cái gì tốt nói võ tôn có thể cùng linh tôn đánh đồng với nhau à nữ tử bất mãn nói trang nhan cái này không thể trách ta a à, hạ tam giới không góp sức không phải ta tạo thành dư chiết cười khổ nói lại không nói trách ngươi trang nhan nói rằng Bỗng nhiên, trên quảng trường đám người rối loạn tưng bừng, hóa ra là có tên nữ tử từ trên trời giáng xuống, lạc ở trên quảng trường. Đẹp quá, linh tôn, đám này bên trong tam giới thiên tài trong đầu trước sau né qua hai cái ý nghĩ. Dư chiết, nàng làm sao không từng nghe người nói trang nhan hỏi. Dư chiết không biết nên nói cái gì, hắn dò thăm tin tức có thể không nữ nhân này tư liệu. Hắn khuynh tai lắng nghe, từ trên quảng trường người địa phương trong miệng biết được họ tên. Đường thi nhã. Dư chiết rất là bất ngờ, không hiểu nói, nữ nhân này một tháng trước vẫn là võ tôn trung kỳ, cũng không tiến vào vào thử luyện nơi, làm sao sẽ trở thành võ tôn. Nhìn trên người nàng toát ra đến khí tức, nhưng là nắm giữ chiến thân thể. Lúc này mới đáng giá ta một trận chiến, trang nhan nhìn đường thi nhã sắp xỉ thiên sứ khuôn mặt, bỗng nhiên bắt đầu chờ mong ngày mai. Đường thi nhã cho thấy bình tĩnh như nước, chỉ là đến đưa tin. Bất quá những người chung quanh kinh ngạc ánh mắt cùng sau đó phát ra tiếng kinh hô, khiến cho nàng được rất lớn thỏa mãn. Thi nhã, người trở thành linh tôn, đường ra bên kia, tộc trưởng là vị sắp tới 80 tuổi lão nhân. Càng già càng dẻo dai, tinh thần sung mãn, tóc đều không bạch mấy cây. Ra ra, may mắn đột phá linh tôn, đường thi nhã ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trong nhà các trưởng bối biểu hiện, khóe miệng hiện ra một tia cười văn. Rất tốt, rất tốt, không hổ là ta đường ra đệ tử. Đường lão tộc trưởng phát sinh vang dội tiếng cười, tràn ngập đắc ý. Những gia tộc khác cao tầng đứng ở cách đó không xa, ngoài cười nhưng trong không cười phát sinh chúc mừng, trong lòng cảm giác khó chịu. Đường tiểu thư, xin hỏi giang thần không phải là cùng ngươi đồng thời à? Phi Long Hoàng Triều bên này, không ngôn cùng Triệu Văn Hạo đi tới, hướng về nàng hỏi. Không muốn sẽ cùng ta đề người này. Đường thi nhã nụ cười biến mất không còn tâm hơi, rất tức giận một phất ống tay áo, kéo dài khoảng cách. Khâu môn cùng triệu văn hạo nhìn nhau vừa nhìn, không biết xảy ra chuyện gì. Thi nhã, làm sao có phải là cái kia giang thần bắt nạt ngươi? Đường ra bên kia, mẹ của nàng giả bộ làm cái gì cũng không biết, lạnh lùng hỏi. Đường thi nhã từ bỏ thí luyện nơi, cùng giang thần lén lút đi ra ngoài rèn luyện, đã sớm ở khu vực trung tâm truyền ra. Có nhân không nghĩ ra giang thần đến cùng có thủ đoạn gì, có thể đem đường thi nhã mê đến thần hồn điên đảo. Bây giờ nhìn đến dáng dấp như vậy, vỉnh tay lên, chờ đợi đáp án. Đường thi nhã thương tâm nói, giang thần cùng ta đến mộ quang hải vực rèn luyện, ai biết gặp phải diệu âm đảo. Diệu âm đảo, thánh võ viện bên kia, nghe được ba chữ, phản ứng rất lớn. Bởi bên trong tam giới thế lực đến, thánh võ viện nhân đổi thành một cái hai tấn trở nên trắng người đàn ông trung niên, khôi ngô cường tráng, khuôn mặt kiên nghị. Lục đỉnh thiên tiền bối, đường thi nhã liếc mắt nhìn hắn, kêu lên. Ngươi nói một chút đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục đỉnh thiên trước đây không lâu mới thu được thánh võ viện tin tức mới nhất, Phạm Thiên Âm thăng cấp đại tôn giả, trở thành uy hiếp không nhỏ. Giang thần trong lúc vô tình nhìn thấy Phạm Thiên Âm bộ mặt thật, xúc động nàng lời thề, liền bị nàng cho câu quá khứ. Đường thi nhã nửa thật nửa giả, giảng giải ở trên biển chuyện đã xảy ra. Từ trấn Hải Hào bắt đầu, ẩn giấu cực ác đảo sự tình, chỉ nói là Giang thần bị Phạm Thiên Âm mê đảo tùy ý Trấn hải thuyền bị hải tặc đoạt đi cuối cùng phạm thiên âm gặp nạn giang thần còn muốn đuổi đi cứu viện hai người liền như vậy biệt ly đường thi nhã không thể không trở về này giang thần là mắt choáng váng à đường thi nhã cũng không muốn đi muốn một hải tặc cái kia diệu âm đạo đến cùng là có bao nhiêu đẹp đẽ a à? nghe xong như vậy nặng cân bát quái mọi người sôi sùng sục đều đang vì đường thi nhã minh bất bình mắng giang thần là kẻ bạc tình một cái cửu thiên giới tiểu tử thúi cũng cho vứt bỏ tôn nữ của ta đường lão tộc trưởng càng là tức giận nói bất quá cũng tốt người đã là linh tôn là tiểu tử kia không xứng với ngươi nếu để cho ta thấy nhất định gọi hắn đẹp đẽ không sai dám như vậy đối với đường tiểu thư thực sự là không thể nhẫn đường thi nhã sức ảnh hưởng lập tức liền để người ở chỗ này oán giận không ngớt hận không thể lập tức đi lên tiếng phê phán giang thần xin hỏi vị tiểu thư này Người nói giang thần bởi vì Phạm Thiên Âm gặp nạn, có biết là xảy ra chuyện gì? Giữa lúc lúc này, một thanh âm vang lên, một cái chân võ giới người đến nói rất thanh niên xa lạ, tướng mạo đường đường, bất quá vầng trán tràn ngập tùy tiện. Đường tiểu thư, vị này chính là bên trong tam giới tinh thúc cung huyền cơ công tử. Lục đỉnh thiên giới thiệu, ta cũng biết không rõ lắm, thật giống là ở một tòa trên đảo cửa đá. Đường thi nhã nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói, ngôn ngữ không chê vào đâu được. Tiểu đảo A, huyền cơ công tử chính là muốn đem Phạm Thiên Âm cưới trở lại làm tiểu thiếp thanh niên, lão ma ma cùng chu nho đều ở bên cạnh hắn đứng ở. Huyền cơ công tử, đường thi nhã nhanh chóng đánh giá huyền cơ công tử một chút, rất có lễ phép nói. Tha cho ta hỏi lại một vấn đề, vị kia giang thần, có phải là có một kiện thanh đồng pháp bảo huyền cơ công tử nhe răng cười, trong mắt nhưng là hàn ý bức người. Vâng, đường thi nhã không chút suy nghĩ nói. mươi 636, phong vũ hai người tốt rất tốt huyền cơ công tử vỗ tay một cái không có tiếp tục hỏi tới chỉ là trên mặt nụ cười ý vị thâm trường gọi nhân không yên lòng sau đó huyền cơ công tử hướng về đường thi nhã đi tới lớn tiếng nói đường tiểu thư như vậy phu quân cái kia giam thần có mắt không tròng chờ ta có cơ hội định phải cố gắng giáo huấn hắn một hồi đối mặt lấy lòng đường thi nhã nhẹ nhàng gật đầu không phải rất nhiệt tình điều này làm cho huyền cơ công tử có chút bất ngờ tiếp theo nghĩ đến khả năng nữ nhân này còn không biết tinh túc cung lợi hại bao nhiêu, cũng là thoải mái. Giang thần cùng nữ nhân này muốn xui xẻo rồi, Chà lâu trên, dư chiết đám người thấy cảnh này, đều là lắc đầu thở dài. Những người khác rất tán thành địa gật gật đầu, đối với huyền cơ công tử, trung tam giới nhân vẫn là rất quen thuộc. Bị hắn nhìn chằm chằm nữ nhân, kết cục đều sẽ rất thê lương. Hay là đầu mấy tháng chuẩn bị được sủng ái yêu, một khi mất đi mới mẻ cảm, sẽ như rác rưởi như thế bị vứt bỏ đối phó kẻ địch cái kia càng là không cần phải nói vào lúc này trên quảng trường cổng vòm phát sinh động tính khuôn cửa bên trong sáng lên bạch quang từng cái từng cái tuổi trẻ tôn giả trước sau xuất hiện mọi người kinh hỉ phát hiện tuổi trẻ tôn giả bên trong linh tôn số lượng lại thêm ra không ít diệp trần cùng thua ở giang thần trên tay triệu phá quân đều trở thành linh tôn ninh hạo thiên cảnh giới tăng lên tới võ tôn hậu kỳ kết quả này để hắn rất hài lòng. Diệp Trần cùng triệu phá quân nguyên bản đều là hậu kỳ, tăng lên tới linh tôn không gì đáng trách. Ninh Hạo Thiên từ sơ kỳ nhảy đến hậu kỳ, phi thường không giống nhau. Dựa vào trong cơ thể dị thú máu, dù cho là đối mặt linh tôn khiêu khích ánh mắt, hắn cũng không sợ chút nào. Không phải Ninh Hạo Thiên tự lớn, hắn chắc chắn có thể cùng linh tôn chống lại. Giang thần, người không tiến vào vào thử luyện nơi, là ngươi một đời tiếc nuối, lần này là ta dẫn trước ngươi một bước. Ninh Hạo Thiên nhìn chung quanh, muốn nhìn một chút giang thần ở đâu, kết quả chỉ thấy được đường thi nhã. Lẽ nào tập hợp tháng ngày cũng sẽ bỏ qua vẫn là nói không ra Ninh Hạo Thiên không hiểu nói. Ở tất cả mọi người sau khi xuất hiện, cổng vòm biến mất không còn tâm hơi. Mọi người phát sinh từng trận tiếng hoan hô, vì bọn họ trở về cùng trưởng thành chúc mừng. Xác thực chỉ có mấy cái có thể giao thủ, trà lâu trên, dư chiết đoàn người khá là thất vọng. Chẳng trách mưa gió hai người sẽ đi du ngoạn, lấy bọn họ trình độ, không có bất kỳ người nào chỉ cho bọn họ động thủ. Trên quảng trường, Lục Đỉnh Thiên đi tới đỉnh đầu bọn họ, lớn tiếng nói, được rồi, tất cả mọi người đi ra không có. Tiền bối, Giang Thần không có đến, Ninh Hạo Thiên lập tức nói rằng, vậy ngươi nói nên làm gì Lục Đỉnh Thiên hỏi ngược lại. Ninh Hạo Thiên sửng sốt một chút, tiếp theo lập tức nói, hôm nay là tập hợp tháng ngày, ngày mai mới là chính thức bắt đầu, hắn không hy vọng Giang Thần thông quá phương thức này liền bị đào thải. Mà là muốn thua ở trên tay của chính mình, cái kia là được rồi. Lục đỉnh thiên phất phất tay, ở trên bầu trời, phần đừng xuất hiện xa lạ mà lại khí tức mạnh mẽ. Thánh võ viện đang muốn tìm Giang Thần hỏi cho ra nhé xin đừng sợ hắn nhất định sẽ đến, làm sao sẽ đem hắn tư cách thủ tiêu. Lúc này, một đám thiên tôn hậu kỳ nhân đi ra. Những này tiền bối, đều là đến từ trung tam giới các thế lực lớn, nếu là các ngươi có thể thông qua bọn họ thử thách, liền có thể đi tới trung tam giới tu hành, thu được càng cao hơn thành tựu. Đều là thiên tôn, không có nhìn thấy đại tôn giả, cũng không biết là ẩn thân chỗ tối, vẫn là xem thường với hạ mình đến. Tinh túc cung, lục đỉnh thiên từng cái từng cái giới thiệu đến, huyền cơ công tử cười cợt. Cái thứ nhất bị giới thiệu, mang ý nghĩa thực lực mạnh nhất. Hắn hướng về đường thi nhã nhìn sang, muốn nhìn một chút nữ nhân này phản ứng kết quả đường thi nhã vẫn như cũ bình tĩnh đúng mức hải vương long cung võ thần môn giới thiệu xong ba cái thế lực sau lục đỉnh thiên dừng lại tiếp tục nói thiên vân môn lục phong một môn phái chia làm sáu mạch thực lực tự nhiên không bằng mặt trên ta thật giống đến muộn đi ánh mắt hải vực giang thần chính đang đường về trên đường hắn cân nhắc tháng ngày phát hiện mình không cách nào xác định bất quá hắn cũng không để ý bởi vì hắn cảm thấy đã không cần chứng minh cái gì. Đừng nói là hạ tam giới thiên tài, trung tam giới thiên tài hắn đều có thể dẫm một dẫm. Bất quá lời như vậy hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, nói ra thì có điểm quá kiêu ngạo. Trong lòng rõ ràng biết mình lần này tăng lên lớn bao nhiêu là được. Ồ, Giang thần đột nhiên nhìn thấy cái gì, ở cách đó không xa có một đóa cô vân ở bay. Hãy cùng trên biển rộng thuyền cô độc gần như, mặt trên ngồi hai người. Một nam một nữ, lấy vân vì là giường, nằm ngửa ở phía trên, theo gió bay. Giang Thần phát hiện bọn họ không phải giả bộ giả vờ giả vịt, là thật sự đem cái kia vân cho biến thành mềm nhũn đệm, thân thể rơi vào bên trong. So với bọn họ nhàn nhã, Giang Thần phát hiện mình gấp như vậy chạy đi có chút thảm. Hắn lại nhìn thấy một nam một nữ đều ở 30 tuổi trở xuống, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Bất quá Giang Thần lưu ý chính là bọn họ dĩ nhiên không đi tham gia tam giới thi đấu. Này không cảm giác mình có chút chướng mắt à. Cố gắng là Giang thần quan sát quá lâu, nam nhân bất mãn mở miệng. Giang thần nhún vai một cái, tăng nhanh tốc độ, tiếp tục phi hành. Vân trên nữ tử đột nhiên ở nam tử bên tai khẽ nói một câu. Nam tử lộ ra đầy hứng thú biểu hiện, ngồi dậy, kêu to nói, chậm đã. Đã bay xa Giang thần căn bản không quay đầu lại, hắn nghe được âm thanh của ta, tính khí không nhỏ. Nam tử nhìn Giang thần đi xa bóng người, nắm lên bội kiếm, nói ta ngược lại muốn xem xem, có hay không cùng tính khí lớn bằng thực lực. Nữ tử không nói gì, không sợ phiền phức lớn, trong mắt tràn ngập chờ mong, muốn nhìn một chút kết quả làm sao, theo ở phía sau. Một nam một nữ không bao lâu liền đuổi theo Giang Thần. Giang Thần không muốn để ý tới bọn họ, tùy ý bọn họ kêu to. Người không cảm thấy như vậy có chút vô lý à, lại nhiều lần kêu gào, đều dẫn không nổi Giang Thần chú ý, nam tử cảm thấy tức giận chuyện gì? Giang Thần xoay người lại, đạm mạc nói, chỉ là muốn hỏi một chút người mảnh này có cái gì phong cảnh xinh đẹp việt trần địa phương, giới thiệu một chút. Nam tử lúc này mới thỏa mãn cười cợt, nói rằng bên kia có tòa đảo cực đúng ác đảo, đừng xem tên không êm tai, trên thực tế đó là thế ngoại đảo nguyên, hoa thơm chim hót, xa hoa, thích hợp nhất các người bất quá. Giang Thần đàng hoàng trịnh trọng nói rằng ngược lại bọn họ cũng không thể trực tiếp tìm tới cực ác đảo, ngươi người này. Nữ tử mặt lộ vẻ ý cười, khéo léo trên khuôn mặt lại có hai cái lúm đồng tiền, nói: "Chúng ta khi đến, có nhân hướng về chúng ta đã nói, Cực Ác đảo không thể thâm nhập, hơn nữa coi như là muốn đi, cũng không tìm được vị trí." "Vì lẽ đó các ngươi nên nghe ra ta trả lời, không thể trả lời." Giang Thần nói rằng: "Ngươi quá vô lễ đi." Nữ tử bất mãn nói: "Sư muội, không nên cùng hắn nhiều lời." Nam tử nắm chặt kiếm trong tay, bầu trời là tất cả mọi người Ta từ các người vị trí vân phi quá, ngươi trực tiếp đuổi ta đi, mặt khác, ngươi một cái một cái này, cái này kêu là có lễ phép giang thần buồn cười nói. Nhìn ngươi tuổi còn trẻ chính là linh tôn, nghĩ đến là chân võ giới thế lực lớn, bất quá, ngươi có biết chúng ta là đến từ nơi nào nam tử mắt thấy không còn gì để nói, muốn bắt thân phận ép người. Trung tam giới, giang thần nói rằng, chương 637, thi đấu bắt đầu. Ngươi biết là tốt rồi, nam tử ngạo nghễ nói. Như vậy các ngươi biết ta tên gì, đến từ nơi nào à?" Nam nữ lắc lắc đầu, nghĩ thầm Giang Thần lai lịch lẽ nào rất lớn. "Cái kia là được rồi, bye bye ngươi." Giang Thần không nói hai lời xoay người rời đi, chẳng muốn nhiều dây dưa. "Tức chết ta vậy." Nam tử không thể nhịn được nữa, rút kiếm ra khỏi vỏ. Sơn Vũ Phiếu Miểu, một thức cực kỳ cao thâm kiếm thức triển khai mà ra, ánh kiếm như giọt mưa giống như vậy, khó lòng phòng bị, càng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Bất quá kiếm thế ở lan đến gần giang thần thời điểm, vài đạo màu đỏ thẫm ánh kiếm xẹt qua, kiếm thế nhất thời biến mất. Chỉ thấy giang thần cầm trong tay xích tiêu kiếm, ánh mắt hung ác mà nhìn hai người bọn họ, nói ta chỉ là không có thời gian, không ngại giết chết các ngươi. Nhìn thấy một nam một nữ không nói nữa, giang thần này mới rời khỏi. Hắn đi không lâu sau, nam nữ mới từ cái kia hung ác trong ánh mắt phục hồi tinh thần lại. Nam tử muốn lại đuổi, kết quả đã phát hiện không được giang thần tung tích. Hắn như vậy lo lắng, hẳn là muốn đi tham gia Tam giới thi đấu. Nữ tử nói rằng, nam tử cắn chặt hàm răng, một lát sau, nói chúng ta cũng trở về đi. Này nam nữ tương đương với bên trong Tam giới thiên tài đoàn thành viên, bởi vì cảm thấy hạ Tam giới ngày mới chỉ đến như thế, chạy đến Du Sơn Ngoạn Thủy. Nhưng là nam tử bảng hiệu kiếm chiêu bị Giang Thần tùy ý phá giải, hắn không phục lắm. Bên kia, Giang Thần sở dĩ không ra tay giáo huấn hai người kia cũng là nhìn ra bọn họ không đơn giản. Đơn đả độc đấu đúng là không thành vấn đề, hai người đồng thời nhưng là sẽ làm lỡ không ít thời gian. Mặc dù nói hắn có bát bộ thiên long, có thể vẻn vẹn là như vậy liền điều động bát bộ thiên long, hơi bị quá mức. Cũng không lâu lắm, Giang Thần đã có thể nhìn thấy cuối tầm mắt đại lục. Đi ngang qua mộ quang vịnh thời điểm, Giang Thần hơi hơi ngừng lại. Chợt, hắn lắc đầu một cái, tiếp tục tiến lên. Chờ đến hắn trở lại khu vực trung tâm sau, đã là buổi tối, nếu như thật sự đến muộn, như vậy tam giới thi đấu đã kết thúc. Cũng còn tốt, hắn rất nhanh biết được ngày mai mới là chính thức bắt đầu, ngày hôm nay chỉ là tập hợp. Hắn đi tới Phi Long Hoàng Triều nơi ở, rơi chỗ mình ở. Người nào, vừa xuống đất, một đội binh sĩ phát hiện hắn, lập tức xông lại. Là ta, tướng quân, đôi này binh sĩ chính là lúc trước xích diễm doanh binh lính, nhìn thấy giang thần, từng cái từng cái đứng nghiêm, đầy mặt kinh ý gian khổ giang thần hơi lườm bọn hắn đi tới phòng của mình cũng không lâu lắm khâu Ngôn cùng triệu văn hạo chạy đến tìm hắn giang thần khâu Ngôn cùng triệu văn hạo nhìn hắn không sự liền yên tâm nói ra ngày hôm nay ban ngày thời điểm chuyện đã xảy ra đường thi nhã thật như vậy nói giang thần hỏi mặc dù biết người phụ nữ kia bộ mặt thật có thể đối với tình người ôm ấp thiện ý giang thần vẫn như cũng không khỏi cảm thấy thất vọng mấu chốt nhất vẫn là phạm thiên âm cùng tinh tú cùng sự tình Phạm Thiên Âm là đạo tặc, vẫn là trộm thủ, Thánh Võ Viện vẫn truy cứu nhân vật, tất cả cùng đạo tặc có quan hệ người, đều là cùng tội. Còn có Tinh Tú cung Huyền Cơ công tử, thật giống cũng phải tìm người phiền phức. Ngày mai Tam giới thi đấu, đối với người mà nói đã kinh biến đến mức phi thường phức tạp, ở sự tình trong sáng trước, vẫn là không muốn lộ diện tốt. Triệu Văn Hạo nói rằng, Thánh Võ Viện có bao nhiêu hắc ám, Giang Thần vẫn là biết đến. Tùy tùy tiện tiện tìm cái lý do không cần bất kỳ chứng cứ nào liền có thể định hắn tội. Thêm vào thánh võ viện kiêng kỵ phi long hoàng triều, hắn lại là phi long hoàng triều quan quân hầu. Rất lớn khả năng, thánh võ viện đều sẽ hướng về hắn động thủ. Càng khỏi nói tinh tú cùng vị kia coi trời bằng vung huyền cơ công tử. Đường thi nhã à đường thi nhã, ngươi là không muốn ta xuất hiện à. Đường thi nhã không nói hắn chôn thây, liền biết hắn còn chưa có chết, cũng sợ sệt hắn ở trước mặt mọi người vạch trần bộ mặt thật, vì vậy chế tạo như vậy một loại áp lực. Phi Long Hoàng Triều nói thế nào? Bất quá, Giang Thần chính là quan quân hầu, không phải ai cũng có thể nhào nặn. Toàn lực chống đỡ, Đỗ Trấn Phi tướng quân đột nhiên từ ngoài cửa đi tới, lớn tiếng nói, ngươi ngày mai chỉ để ý trên, tam giới thi đấu ở ngoài sự tình, ngươi không cần lo lắng. Tướng quân, Triệu Văn Hạo không yên lòng việc này, không cần phải nói, trong lòng ta nắm chắc, Đỗ Trấn Phi ra hiệu hắn không cần lo lắng, nói rằng giang thần người có dám hay không có gì không dám lại nói đều phần này trên đương nhiên làm sao sẽ từ chối hắn trở về chính là tham gia tam giới thi đấu chỉ là hắn rất tò mò phi long hoàng triều tại sao quyết tâm sẽ như vậy lớn chẳng lẽ có cái gì lá bài tẩy vẫn có trá bất quá nghĩ đến thánh võ viện để phi long hoàng triều quốc thổ phân liệt tựa hồ không cần làm sao lo lắng ngày mai dùng cho tam giới thi đấu sân bãi đã xây tốt vị ở không trung, chín cái sân khấu, mặt trên phân biệt đứng bên trong tam giới chín cái thế lực đệ tử. Thấy cảnh này, mọi người liền biết rồi quy củ tương tự với thủ lôi. Bọn họ còn chú ý tới, ngày vân môn sáu phong trên đài cao đệ tử đều là võ tôn hậu kỳ. Ba cung đài cao đệ tử là linh tôn, độ khó không giống, yêu cầu tự nhiên cũng sẽ không cùng. Ngày vân môn thực lực chia ra làm sáu, không cách nào cùng ba cung đánh đồng với nhau. Hạ Tam giới tuổi trẻ tôn giả muốn muốn gia nhập đến những thế lực này bên trong đi, nhất định phải đánh bại trên đài cao đối thủ. Phương pháp kia rất tốt, phái ra đệ tử đại diện cho bọn họ môn phái trình độ. Chỉ có điều, đối với võ tôn sơ kỳ cùng trung kỳ người đến nói, quy củ này suýt chút nữa không để bọn họ chửi ầm lên. Nguyên nhân không gì khác, trên đài thấp nhất trình độ đều là hậu kỳ. Trừ không đặc biệt ưu tú, bằng không nào có cái gì cơ hội vượt cấp khiêu chiến. Mặc dù nói không đủ ưu tú xác thực gia nhập không được bên trong tam giới, nhưng bọn họ ngàn dặm xa xôi tới rồi, liền chính thức một hồi quyết đấu đều không có, thực sự là không cam lòng. Cố gắng biểu hiện, đi không được bên trong tam giới, cũng có thể ở lại chân võ giới. Thánh võ viện Lục đỉnh ngày một câu nói nhen lửa cửu thiên, thiên hà hai giới nhân nhiệt tình. Đúng đấy, bên trong tam giới đi không được, cần phải ở chân võ giới cũng là không sai. Kết quả là những này nhân tranh nhau chen lấn lên đài, muốn gây nên các thế lực lớn quan tâm. Đương nhiên, những này võ tôn không dám lên ba cung đài, mà là liều mạng dâng tới ngày vân môn sáu phong. Ta đến lĩnh giáo tinh tú cung hạ linh tôn oai, suốt cục, ba cung trên đài cao xuất hiện một tên người khiêu chiến. Khó mà tin nổi, cái này cũng là một tên võ tôn. Võ tôn khiêu chiến linh tôn, khiến cho nhân kinh ngạc. Người trên sai đài đi. Tinh tú cung linh tôn đệ tử nhìn trước mắt vị này nam nhân thân hình cao lớn, không vui nói. Xin mời chỉ giáo, Ninh Hạo Thiên nói rằng, niềm tin của hắn tràn đầy, không sợ linh tôn mang đến áp lực, cao thẳng lồng ngực. Người xác định, linh tôn đệ tử nắm đấm nắm chặt, tỏa ra linh tôn uy nghiêm. Đúng thế, không biết tự lượng sức mình, linh tôn đệ tử cả giận nói, người coi chính mình là ai, dám tới khiêu chiến linh tôn. Hạ tam giới đám người cũng không quá chắc chắn, Ninh Hạo Thiên thực lực, cái kia ngày ở giả hội trên 10 phân ra thải. Đáng tiếc cuối cùng bị Diệp Trần một chiêu kiếm bị thua. Cứ việc cuối cùng Giang Thần không có cùng Diệp Trần so qua, cũng đều biết Giang Thần muốn so với Ninh Hạo Thiên cường không ít. Nói đến Giang Thần, đến hiện tại cũng không thấy bóng người. Không đến tốt nhất, đường thi nhã tâm tư rơi ba cung trên người, đang do dự cái gì. chương 638, Hứa Hoa, gia nhập tinh tú cung, thế tất sẽ đưa tới cái kia huyền cơ công tử, có thể Tinh Tú cung lại là mạnh nhất. Tình Ti Kiếp nói cho hắn, Huyền Cơ công tử không đáng làm đệ nhị kiếp. Bởi vì người đàn ông kia rõ ràng là cái người vô tình, muốn cho hắn vào tình, cơ hồ không thể. Một cái không có tình người, lại phải như thế nào vào tình? Oa, à, Đường Thi Nhã đang muốn, liền nghe được đoàn người phát sinh từng trận tiếng kinh hô. Hóa ra là trên đài cao Ninh Hạo Thiên cùng Tinh Tú cung linh tôn đệ tử đánh lên. Hai người đều rất có hiểu ngầm so đấu sức mạnh linh tôn đệ tử là muốn nói cho ninh hạo thiên linh tôn cùng võ tôn có bao nhiêu tranh lệch ninh hạo thiên vừa vặn cũng là muốn muốn cùng hắn chứng minh điểm ấy trong cơ thể dị thú lại đang gào thét cuồn cuộn không ngừng sức mạnh ở bạo phát ô hà tam giới còn có nhân tài như vậy bên trong tam giới cũng có nhân bị kinh diễm đến bất luận ở vị diện nào thế giới vượt qua lớn cảnh giới là rất khó làm được linh tôn đệ tử biết được điểm ấy không dám đại ý hơn nữa lập tức lấy ra trường kiếm muốn phát huy ra linh tôn bản lĩnh. Nộ long phi bằng, Ninh Hạo Thiên không cam lòng yếu thế, cầm trong tay trọng thương sung phong mà đi. Mặc kệ linh tôn đệ tử kiếm pháp làm sao cao minh, trọng thương hoành hành vô kỵ, mạnh mẽ đập tiếp tục đánh. Người từ đâu tới sức mạnh, linh tôn đệ tử cảm thấy áp lực mạnh mẽ, kiếm pháp đều không có cơ hội phát huy được, liền bị trọng thương làm cho không ngừng lùi lại. Được rồi, tinh tú cùng người bên kia cũng không muốn linh tôn đệ tử thua với võ tôn, mặc kệ như thế nào, rất khó coi. Liên, linh tôn đệ tử âm u lui ra, Ninh Hạo Thiên trở thành tinh tú cung đài cao thủ lôi giả. Nếu như không ai khiêu chiến, như vậy hắn liền có cơ hội gia nhập tinh tú cung. Nếu là bị nhân đánh bại xuống, cũng có thể đi cái khác đài cao tiếp tục. Nói tóm lại, ngày vân môn sáu phong cũng tốt, ba cung cũng được, tiêu chuẩn chỉ có một người. Tinh tú cung làm là tối cường thế lực, Mọi người không thể liền đem cái này tiêu chuẩn dễ dàng tặng cho Ninh Hạo Thiên. Bất quá hắn liền linh tôn đều có thể đánh bại, hạ tam giới tuổi trẻ tôn giả có tư cách khiêu chiến nhân không nhiều. Ít nhất, phó tôn bên trong không người là đối thủ. Cuối cùng vẫn là Diệp Trần lên đài. Một tháng trước dạ hội trên, Diệp Trần đánh bại dễ dàng Ninh Hạo Thiên. Một tháng sau, không biết sẽ có biến hóa như thế nào. Nhìn Ninh Hạo Thiên như gặp đại địch dáng vẻ, lại nhìn Diệp Trần nhẹ như mây gió, tựa hồ đã nhìn ra đầu mối. Đối với cái này cùng Giang Thần cực kỳ tương tự người, Ninh Hạo Thiên không thể không trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Ra chiêu đi." Diệp Trần tấm kia ánh mặt trời khuôn mặt hạ, có một vệt cười yếu ớt. Ninh Hạo Thiên huyền thiết trọng thương vung lên, quát to một tiếng, bước nhanh phóng đi. Thế công của hắn dù là ai đều có thể nhìn ra, thế không thể đỡ, thao thao bất tuyệt. Diệp Trần bước ra hai chân, một hư một thực lợi kiếm trong tay buông xuống. Mắt thấy mũi thương đâm tới, Diệp Trần ra tay nhanh chóng, kiếm như lưu tinh, càng là muốn cùng cứng đối cứng. Chất phát thương lực cùng ác liệt mũi kiếm va chạm ra không ít đốm lửa. Hai người khoảng cách không ngừng rút ngắn, điều này làm cho Ninh Hạo Thiên lòng sinh vô lực, hắn là dùng trường thương, khoảng cách gần không cách nào phát huy ra ưu thế. Đoạn này khoảng cách, cũng chính là hắn bị thua khoảng cách. Cuối cùng Diệp Trần hít mắt lại, kiếm thức tinh diệu đánh bay trường thương, chỉ về Ninh Hạo Thiên yết hầu. Ninh Hạo Thiên song quyền nắm chặt, trên người dị thú lực lượng tăng vọt, hình thành một luồng gió mạnh đem Diệp Trần thổi bay. Quét ngang thiên hạ, Ninh Hạo Thiên nhân cơ hội làm khó dễ, tay ở trên thân súng luân phiên biến hóa, khác nào đại bằng dương cánh, lại như rồng hành ngàn dặm. Vạn cân sức mạnh theo trọng thương quăng về phía Diệp Trần. Vốn tưởng rằng Diệp Trần tất thắng đám người vì hắn nhấc lên một hơi. Lên, Diệp Trần hoàn toàn biến sắc, ngược lại không là khinh địch, mà là không nghĩ tới Ninh Hạo Thiên tiến bộ lớn như vậy. Kiếm trong tay không ngừng phát sinh trang tàn giống như kiếm khí màu bạc. Ninh Hạo Thiên chịu đến trở ngại không nói, Diệp Trần còn bởi vậy lùi về sau, khống chế lại thân thể. Kiếm xuyên hồi yến, chăm chú lên Diệp Trần sử dụng kiếm thức, lợi kiếm quay đi quay lại trăm ngàn lần, ánh kiếm chói mắt. Ninh Hạo Thiên cũng đang không ngừng vung vẩy trường thương, cái kia so với hắn nhân còn dài vũ khí như cá ở bên trong nước giống như như thường ở quanh người hắn hình thành một luồng sóng khí lăn lộn hộ thể cái lồng khí. Không chỉ có sức phòng ngự cực cao, còn có cực cường lực sát thương. Đáng tiếc mọi người rất nhanh chú ý tới Diệp Trần kiếm trong tay hiện ra một vệt màu vàng phong mang. Điều này làm cho không ít người ngồi không yên, dồn dập đứng dậy. Kim Chi hàm nghĩa, ở Diệp Trần triển lộ ra chính mình lá bài tẩy sau, thắng bại đã không có bất ngờ. Lợi kiếm cắt ra ninh hạo thiên hộ thể cái lồng khí, ở của hắn trọng thương lưu lại mấy đạo lỗ hồng cánh tay còn ở tê dại. Thừa nhận, đây là linh tôn cùng võ tôn tranh lệch, nếu như cùng là linh tôn, thắng bại còn chưa chắc chắn. Diệp Trần nói rằng, hành, Ninh Hạo Thiên không cam tâm, nhưng cũng là không thể không phục. Thủ lôi giả biến thành Diệp Trần, thiên tài đoàn người số một. Ngoại trừ cái kia mấy cái linh tôn, tựa hồ đã không có ai có thể lên sân khấu. Theo lý mà nói, Diệp Trần sẽ trở thành tinh tú cung đệ tử. Nhưng kỳ thực không phải vậy, quy củ như vậy có rất lớn lỗ thủng. Nói thí dụ như nếu như vừa nãy tới không phải Diệp Trần, mà là cái khác phổ thông võ tôn. Ninh Hạo Thiên tự nhiên sẽ thủ thắng, nhưng hắn có thể lựa chọn nhường, đem tiêu chuẩn nhường ra đi. Vì lẽ đó ở cuối cùng không ai lên đài, tinh tú cùng vẫn là sẽ phái ra lợi hại đệ tử lên sân khấu. Khi đó, nhưng là không phải sẽ bị Ninh Hạo Thiên đánh bại trình độ. Xem ra vị này chính là hạ tam giới xuất sắc nhất người. Dư Chiết nói rằng, hương kiếm pháp quả thật không tệ trang nhan cũng nói bọn họ cái này vòng tròn nhân lại tụ tập cùng một chỗ đại đa số đều là ba cung đệ tử dư chiết vẫn là tinh tú cung người trang nhan là long cung dư chiết nếu để cho ngươi làm đi trên có lòng tin à có nhân hỏi ta liền không đi đi ta lại không phải sử dụng kiếm chúng ta tinh tú cung đến đệ tử chúng kiếm khách là hứa hoa hứa hoa hắn cũng gọi là đến rồi hắn nhất định sẽ trên sự thực chứng minh không có sai tinh tú cùng thấy không ai trở lên phái ra lại một tên đệ tử cũng chính là dư chiết trong miệng hứa hoa người này tư thái thon dài tóc cũng trưởng nửa bên mặt bị tóc che khuất tấm kia thật dài trên mặt ngũ quan bản vẫn tính là đoan chính có thể làm sao khí chất âm lãnh ánh mắt kia thật giống như sẽ không thay đổi dường như mới hai vòng liền thấy đội lên các ngươi hạ tam giới thực sự là đủ nát a à. hắn nói rằng vô lễ gọi nhân khí phẫn một mực hắn còn nói chuyện đương nhiên xin mời chỉ giáo diệp trần nho nhã lễ độ không hề bị lay động cổ tay loáng một cái ba thước thanh phong giấu diêm ánh vàng đến đây đi đừng lãng phí thời gian của ta hứa hoa rất không nhịn được nói người này thật đúng là đủ hung hăng a à. diệp trần sư huynh mau gọi hắn đẹp đẽ hạ tam giới người đều bị của hắn ngông cuồng cho làm tức giận kiếm xuyên hồi yến diệp trần cũng không dám khinh địch trực tiếp sử dụng kiếm thức kiếm sắc bén dường như muốn không khí cắt ra dĩ nhiên dùng bị ta thấy quá kiếm chiêu người thực sự là ngu xuẩn đến để ta muốn cười hứa hoa lấy tay đặt ở trên chuôi kiếm cái tay còn lại vén lên trên mặt tóc dài đến rồi nhìn thấy hứa hoa động tác này bên trong tam giới đệ tử sáng mắt lên tràn ngập chờ mong phá kiếm thuật hứa hoa đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ kiếm không nhìn thấy thân kiếm mà là ánh sáng trói mắt ảnh quang ảnh kiếm nhất ra, ở mọi người còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì thời điểm, Diệp Trần kiếm theo vài tiếng vang lên giòn giã bị đánh bay. Mất đi kiếm Diệp Trần còn ở kinh ngạc bên trong, liền phát hiện hứa hoa kiếm cách hắn yết hầu chỉ có nửa chỉ khoảng cách. chương 639, một tháng linh tôn, một chiêu kiếm, vẻn vẹn là một chiêu kiếm, thân là hạ tam giới kiêu ngạo Diệp Trần bị thua. Thật là có đủ nhược a à. hứa hoa thu hồi trường kiếm, bay xuống đài đi. Một phút bên trong, nếu không có gì ngoài ý muốn diệp trần vẫn như cũ vào ta tinh tú cung tinh tú cung người bên kia nói rằng tuy rằng một chiêu kiếm bị thua tuy nhiên có thể gia nhập tinh tú cung bởi vì hắn là hạ tam giới thất bại mạnh nhất lẽ nào lẽ nào tranh lệch liền lớn như vậy à vừa nãy nhìn thấy ninh hạo thiên đánh bại linh tôn đệ tử còn cảm thấy bên trong tam giới thiên tài có chút bị khuyến đại hiện tại sự thực máu me bày ở trước mắt hạ tam giới tuổi trẻ tôn giả có gan sâu sắc vô lực tam giới thi đấu không có thể làm cho bọn họ dương danh lập vạn, triển phát hiện mình. Mà là ở thực tế tàn khốc trước mặt, cầu xin có thể rất nhiều vào bên trong tam giới cơ hội. Vẫn tính trước ký càng Diệp Trần lần bị đả kích, cả người hồn bay phách lạc. Hôm nay thất bại, không phải vĩnh viễn thất bại, đứng lên đến, tiếp tục tiến bộ. Một thanh âm đột nhiên ở Diệp Trần vang lên bên tai. Diệp Trần mất cảm giác gật gật đầu, có thể nghe ra thanh âm này là ai sau, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Giang thần, giữa bầu trời, thân mặc áo bào xám giang thần chính đứng chắp tay, đón ánh mắt của mọi người ra trận. Giang thần, cái này ở đây nhân không biết tên xa lạ, ở lần trước giả hội bên trong, ngoại trừ Diệp Trần cùng Linh Tôn bên ngoài, đem hết thảy thiên tài đều dẫm một lần. Bởi bỏ qua thử luyện nơi, cũng không biết của hắn trưởng thành sẽ có bao nhiêu. Ninh Hạo Thiên trở thành võ tôn hậu kỳ, cái này cũng là mọi người đối với giang thần cảnh giới ôm to lớn nhất kỳ vọng. Ta thế nào cảm giác hắn thật giống đột phá linh tôn. Có nhân tuy rằng nhìn ra cái gì, nhưng không chắc chắn lắm. Linh tôn, hắn chính là linh tôn, cũng có người dùng thanh âm như đinh chém sắt gọi ra sau, toàn trường tất cả xôn xao. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng là thật sự. Ninh Hạo Thiên không thể tin được, hắn ở thử luyện nơi liều sống liều chết, mới được không cách nào chí bảo, miễn cưỡng đạt đến võ tôn hậu kỳ. Kết quả Giang Thần trực tiếp trên linh tôn. Cùng hắn đồng dạng không tin nhân còn có đường thi nhã. Nàng nhìn thấy Giang Thần xuất hiện, sắc mặt vô cùng phức tạp, đặc biệt là phát hiện linh tôn cảnh giới. Nàng chú ý tới có một ánh mắt chính nhìn mình, nhìn sang sau, phát hiện là mẹ mình. Đồng dạng là vô cùng phức tạp cùng tràn ngập lo lắng. Không biết Giang Thần sẽ sẽ không nói ra chuyện ngày hôm nay. Bất quá, coi như nói ra, lại có người ai sẽ tin tưởng nghĩ tới đây, Đường Thi Nhã cũng là an tâm đặc biệt là phạm thiên âm sự tình còn có thánh võ viện đang đợi giang thần một người đột phá linh tôn cũng đáng giá những này nhân như vậy cuồng nhiệt thực sự là được rồi bên kia trang nhan đối với mọi người phản ứng xem thường không phải cảnh giới của hắn một tháng trước còn chỉ là võ tôn sơ kỳ tìm hiểu tình hình dư chiết muốn so với người ở bên cạnh càng thêm giật mình thật hay giả trang nhan cầm đầu đoàn người hướng về hắn nhìn sang cũng là bị sợ rồi bên trong tam giới cũng không có như vậy tu hành tốc độ a thời gian một tháng đừng nói từ võ tôn sơ kỳ đến linh tôn thời gian một năm dừng lại ở sơ kỳ đều là có thể giang thần chậm rãi rơi trên đài cao nhìn bất ngờ diệp trần đón nhận ánh mắt của hắn diệp trần gật gật đầu bay xuống giang thần trở thành mới thủ lôi giả nếu không ai lên đài lại sẽ tùy theo cái kia gọi hứa hoa nhân ra tay tự nhiên phần lớn đều không có ý niệm này hay là vừa trở thành linh tôn giang thần có thể chiến đắc thắng nhưng là ở cái kia chi sau có thể như thế nào cuối cùng tinh tú cung vẫn là sẽ chọn tương đối ưu tú diệp trần để ta làm đối thủ của ngươi bất quá có một người chỉ vì đánh bại giang thần không vì cái gì khác vậy thì là triệu phá quân cha của hắn viêm vương ra bởi vì giang thần mà chết khiến cho hắn sinh hoạt phát sinh kịch biến đối với giang thần trong lòng hắn không có bất kỳ thiện ý như là hắn loại này người đương nhiên sẽ không suy nghĩ là phụ thân hắn xuống tay trước muốn giết giang thần trở thành linh tôn sau đó hắn chuyện muốn làm nhất chính là muốn giải giang thần tính mạng người võ tôn thời điểm không phải ta đối thủ đổi thành linh tôn là được giang thần đối với hắn cũng không có một chút nào hổ thẹn thời gian một tháng ta từ hậu kỳ đỉnh cao đột phá trở thành linh tôn mà ngươi triệu phá quân đưa tay chỉ về hắn nói thời gian một tháng ngươi từ sơ kỳ đến linh tôn Điều này có thể sao liền để cho ta tới vạch Trần Chân Tướng đi. Đối với với mình không cách nào làm được cùng lý giải sự tình, liền sẽ có người cho rằng hắn không chân thực. Triệu Phá Quân nhận định linh tôn cảnh giới này có giả tạo thành phần. Coi như là thật sự, cũng khẳng định mất đi cái gì. Không thể cùng hắn cái này hàng thật đúng giá linh tôn đánh đồng với nhau. Triệu Phá Quân gây nên không ít người cộng hưởng, một tháng trước, tương tự địa phương, Giang Thần vẫn là võ tôn sơ kỳ hiện tại lắc mình biến hóa, trở thành linh tôn, còn không đã tiến vào thí luyện nơi. Lúc đó thánh võ viện nhưng là nói thí luyện nơi là toàn bộ hạ tam giới kỳ ngộ nhiều nhất địa phương. Nhưng mà, những này nhân đều quên một chút, vậy thì là thí luyện nơi không gặp nguy hiểm, kỳ ngộ đều không bất kỳ biến cố. Vẫn sẽ không chết người, thử hỏi có thể lớn bao nhiêu biến hóa. Giang thần mặc dù là liên tục dựa vào đường thi nhã cùng Phạm Thiên Âm, có thể ở trước đó, bị thượng quan ra cùng cuồng long hoàng triều truy sát lại đang cực ác đảo gặp phải thập tự minh vây giết bị ép vào tạo hóa cốc nếu không là được hai khối thanh đồng đỉnh mảnh vỡ đã sớm chết không toàn thây ngươi cho rằng không chân thực vậy ta liền đứng ở chỗ này bất động để ngươi ba chiêu làm sao giang thần nói rằng nghe vậy triệu phá quân đầy mặt ngờ vực không biết giang thần ở chơi trò siết gì ngươi lại không dám giang thần buồn cười nói dòng nhân luôn yêu thích tự quấy nhiễu tốt, ta ngược lại muốn xem xem người có tư cách gì ăn nói ngông cuồng. Triệu phá quân nghĩ thầm ở trước công chúng, giang thần cũng hoa không là cái gì hoa chiêu. Huống hồ hắn nhận định giang thần giả bộ, nói không chắc là cố ý như vậy sử dụng phép che mắt. Đến đây đi, ta chỉ thủ chớ không tấn công, tình cảnh này cũng gây nên đến từ bên trong tam giới đệ tử chú ý, không hiểu đây là đang đùa cái gì. Dư chiết, người nói một chút này giang thần, trang nhan cũng đối với giang thần cảm thấy hiếu kỳ, không biết hắn là thủ đoạn chơi hay là thực sự có bản lĩnh sơ kỳ thời điểm liền có thể đánh bại võ tôn hậu kỳ hiện tại linh tôn hậu kỳ ta hoài nghi cũng có thể làm được dư chiết lúc nói chuyện càng là toát ra kính nể lẽ nào ngươi liền không nghĩ tới hắn là thông qua phương pháp gì mạnh mẽ tăng lên tới linh tôn à nếu như đúng là nếu như vậy ở đây nhiều người như vậy không phải một chút liền có thể nhìn ra được sao lời này cũng không phải giả thiên tôn thậm chí là thánh võ viện đến đại tôn giả đều dùng ánh mắt lợi hại nhìn giang thần. Đặc biệt là cái kia huyền cơ công tử, ở biết hắn chính là giang thần sau, liền vẫn ở nhìn chầm chầm không tha. Hiện nay đến nhìn, giang thần chính là rất bình thường linh tôn. Bất quá cân nhắc đến hắn một tháng trước vẫn là võ tôn sơ kỳ, vậy dĩ nhiên gọi nhân không nhịn được muốn tìm tòi hư thực. Ta nói, các người phi long hoàng triều không phải nghĩ ra tên muốn điên rồi, lén lút đi cho giả giang thần làm cái gì thí nghiệm đi nghịch long vương quốc bên kia, hắc long đại tướng quân chê cười nói. Cái kia chân dài công chúa cũng ở, nghĩ giang thần có phải là thông quá ở thiên ngoại chiến trường tạp pháp, thu được này một thân thực lực. Các ngươi không ai có thể làm được, liền cẩn thận xem đi. Đỗ Trấn Phi nói rằng, hừ, một hồi có thể đừng tự táng dương. Hắc Long đại tướng quân nói rằng, mươi 640, kiếm chính là kiếm. Trên đài, triệu phá quân đã động thủ. Động thủ trước, ta phải nói cho của ngươi là, ngươi lại dám như vậy đối với thi nhã, ngươi sẽ hối hận. Chính là bởi vì đường thi nhã, hắn mới sẽ cùng giang thần kết oán, dẫn đến viêm vương ra bỏ mình. Bất quá hắn không có chút nào quái đường thi nhã, đặc biệt là ngày hôm qua nghe được giang thần hành động sau, căm phẫn sục sôi. Phá quân quỷ chém, triệu phá quân một đao đột nhiên phách giết ra ngoài. Chính như giang thần nói tới, hắn không né không tránh, cũng không phản kháng, hai tay ôm ở trước ngực triệu phá quân đao cũng sẽ không lưu tình, mà kể có phải là ở tỉ thí, trực tiếp liền hướng về cổ hắn xuống. Cái kia ác liệt lưỡi đao mắt thấy liền muốn rơi giang thần trên người, lôi đình thần giáp lập tức xuất hiện. Chỉ nghe liên tiếp tiếng vang, triệu phá quân đao chém ở phía trên, nhân liền bay ra ngoài. Giang thần đứng tại chỗ một chút chuyện đều không có. Lôi điện chi lực, hạ tam giới đám người đã dự liệu được, đúng là trung tam giới đệ tử hai mặt nhìn nhau ngược lại cũng không phải nói trung tam giới không có có thể khống lôi có thể giống giang thần trình độ như thế này rất ít cũng khó trách hắn thì ra tin tiếp được ba chiêu đúng là linh tôn quan chiến thiên tôn nhìn thấy giang thần phát lực lập tức xác định ra kết quả còn muốn cho à vẫn là ngươi trực tiếp chịu thua giang thần hỏi thiếu cho ta đắc ý triệu phá quân đương nhiên không biết liền như vậy dễ dàng buông tha bắt đầu phát động chiêu thứ hai vận chuyển đao chiêu hơn nữa rất thủ xảo ánh đao nội liếm không tha thông minh này một đao xuống dù cho giang thần có thể phòng được có thể lực xuyên thấu cũng sẽ gọi hắn không chịu được cuối cùng đao vẫn là chém vào giang thần phần eo đáng tiếc vẫn không có dùng tuy rằng triệu phá quân lạc đao chỉ là rất thông thuận tuy nhiên không phá ra được sấm sét liền ngay cả triệu phá quân kỳ vọng thông quá đao kình lực trọng thương giang thần chờ mong cũng thất bại xuyên qua lôi đình thần giáp đao kình lực đối với giang thần tới nói chính là não não ngứa thật mạnh sức phòng ngự, trung tam giới nhân tán dương. Bọn họ đã cho rằng Giang Thần là am hiểu phòng ngự võ giả. Này không phải nói không được, loại người này không cần võ học cao thâm cỡ nào, quyền cước liền có thể gọi nhân trả giá thật lớn. Còn có cuối cùng một đao, người có thể muốn thêm đem kinh lực A. Giang Thần nói rằng, a a a a, -a triệu phá quân suýt nữa không bị tức phong, muốn đâm thủng chân tướng hắn trái lại như vậy mất mặt, chỉ có thể là đem hy vọng ký thác ở cuối cùng một đao mặt trên ngàn quân diệt, triệu phá quân sử dụng tuyệt thức, ánh đao như ngàn trượng thác nước nhằm phía Giang Thần. Này một đao sắc thực mãnh, ai đến đòn đánh này, Giang Thần thân thể lay động một chút. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, hắn không biết là ở cường chống đỡ đi. Sức mạnh như thế một đòn đánh vào Giang Thần trên người, liền ngay cả có lôi đình thần giáp, cũng đủ ăn một bình. Triệu phá quân chết nhìn chòng chọc hắn không tha, muốn nhìn một chút hắn có phải là ở gắng gượng. Nói không chắc một cái miệng sẽ chảy máu, nhưng hắn phát hiện cũng không có những thứ này. Giang thần phủi phủi quần áo, lôi đình thần giáp từ trên người hắn biến mất không còn tâm hơi. Còn muốn lại so với à hắn đàng hoàng trịnh trọng hỏi. Đi chết, triệu phá quân nắm lấy cơ hội, lần thứ hai xuất đao. Bởi hai người cách xa nhau khoảng cách tương đối gần, vì lẽ đó giang thần tình huống vô cùng nguy hiểm. Đùng, kết quả đao còn chưa rơi xuống, giang thần kiếm đã trước tiên xuất kích, chém ở triệu phá quân trên cổ triệu phá quân cả người nhất thời ngưỡng nằm trên đất bò không nổi. May mắn chính là, giang thần kiếm không có ra khỏi vỏ, vỏ kiếm vừa nặng lại trầm ngược lại cũng không đến nỗi chí mạng. Bình thường ta đều là lấy gậy ông đập lưng ông, người vừa nãy hành vi đã cùng chết người gần như. Bất quá vui mừng của ngươi nhỏ yếu đi, ta chẳng muốn giết ngươi. Giang thần nói rằng, vui mừng của ngươi nhỏ yếu đi, triệu phá quân bên tai vang vọng câu nói này, thêm vào ai đến một hồi đòn nghiêm trọng, càng là cho tức ngất đi. Tốt nhất vẫn là cuồng long hoàng triều nhân cho khiêng xuống đi. Giang thần bảo vệ võ đài, toàn bộ quá trình ung dung thoải mái. Lúc này, cũng sẽ không có người không thức thời đi tới tham gia trò vui, là muốn nhìn một chút Giang thần cùng Hứa Hoa chiến đấu. Giang thần đã đánh bại Quá Triệu Phá Quân một lần, tuy rằng đã là linh tôn, cẩn thận ngẫm lại vẫn là không chuyện gì ngạc nhiên. Khả năng đủ một chiêu kiếm đánh bại Diệp Trần người, cái kia chiến đấu trình độ nhưng là hoàn toàn khác nhau ngươi là kiếm khách hứa hoa ở bên kia hỏi đáp án quyết định có phải là từ hắn đến động thủ sở dĩ sẽ hỏi là giang thần bên hông một thanh kiếm một cây đao giang thần gật gật đầu cái kia hứa hoa ở tinh tú cung cường giả thụ ý nghĩ lần thứ hai đi tới trên đài cao ta còn tưởng rằng ngươi là đống cát tới hứa hoa miệng trước sau như một làm người ta ghét lần này đối mặt hứa hoa ngông cuồng người phía dưới không phải phẫn nộ mà là lo lắng Mặc kệ Diệp Trần vẫn là giang thần, đối với mọi người tới nói, đều là hạ tam giới đối thủ. Nếu cũng là một chiêu kiếm bị thua, hoàn toàn không nhấc nổi đầu lên. Mặc dù bọn hắn biết hứa hoa cũng không phải là trung tam giới hàng đầu trình độ, nhưng cũng hy vọng giang thần có sức đánh một trận. Kiếm chính là kiếm, đao chính là đao. Động thủ trước, hứa hoa nhìn về phía giang thần bên hông xích tiêu kiếm cùng hắc đao, bất mãn nói, giống như người vậy, có nhục kiếm tu hai chữ luôn có người đem mình vô tri xem là là chân lý. Giang thần tùy ý nói, này vừa nói, hạ tam giới nhân cũng chẳng có gì, giang thần ngôn ngữ sắc bén, bọn họ đều tập mãi thành quen. Ngược lại là trung tam giới nhân phản ứng rất lớn. Giang thần bình luận hứa hoa đối với kiếm tu phương diện vô tri, không thua gì cười nhạo khôn khéo thương nhân không biết làm ăn. Hóa ra là cái cuồng vọng vô tri ra hỏa, ứng nhan đối với giang thần hiếu kỵ yếu bớt không ít, vô cùng thất vọng địa nhẹ nhàng lắc đầu kiếm khách bảng hứa hoa không hiểu kiếm à dư chiết cũng không biết nên nói như thế nào hắn chờ mong giang thần có thể có biểu hiện nhưng này cũng không tránh khỏi quá ngông cuồng điểm hứa hoa gương mặt đó càng thêm âm trầm nắm chặt chuôi kiếm tay nổi gân xanh quang ảnh kiếm để đối thủ trước tiên ra chiêu là tự tin biểu hiện kiêu ngạo nhân thường thường đều sẽ như vậy hứa hoa không nói hai lời rút kiếm có thể thấy được phẫn nộ trình độ của hắn kiếm không có bởi vì phẫn nộ mất đi trình độ trái lại càng sắc bén hơn. Của hắn kiếm làm sao sẽ như vậy tuyệt vời, bị thua Diệp Trần làm người đứng xem, không từ lòng sinh vô lực. Hắn tại hạ tam giới tiếng tam lừng lẫy, có thể đến trung tam giới chẳng là cái thá gì. Hắn đối với Giang Thần tự tin, cũng là sản sinh dao động. Giang Thần không gặp vẻ bối rối, cũng không biết là không phải cố ý, tay phải đem hắc đao rút ra. Nói là kiếm tu hắn, trong tay xuất hiện một cây đao, hứa hòa ánh mắt âm lãnh không ít kiếm pháp của hắn cùng quang chi hàm nghĩa kết hợp, trở thành quang chi kiếm cảnh. Ngoài ra, gió, kim ý cảnh đại thành, đều đạt đến đại đạo. Hơn nữa kiếm đạo sức mạnh, một chiêu kiếm đánh bại Diệp Trần cũng không kỳ quái. Chỉ là ngoại người không thể nhìn thấu những này, chỉ cho rằng đó chỉ là đem sẽ phát sáng kiếm. Giang thần hắc đao đâm tới trong nháy mắt đó, hứa hoa hết thảy xem thường cùng phẫn nộ biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó chính là kinh ngạc. Rõ ràng là thanh đao giang thần, tản mát ra kiếm ý là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đao kiếm đụng nhau, nhanh như tia chớp so chiêu, sau đó lại nhanh chóng tách ra. Cầu vồng kiếm pháp, nhất kiếm tam thức, ở mọi người cho rằng song phương sẽ nhờ vào lần này giao thủ điều chỉnh trạng thái thời điểm, gian thần lần thứ hai xuất kiếm. Cái gì, hứa hoa luống cuốn tay chân, không cách nào thong dòng ứng đối. Hết tập 32, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện.